Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 183. Tử Thiên Y cùng Hiên Viên Trảm Tiên hai người dọa đến khẽ run rẩy, kém chút không ngồi sập xuống đất. Chỉ đùa một chút, Tiêu Phàm sờ lỗ mũi một cái, nói yên tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ chết ở phía trước, tiếp đó, nói một chút chúng ta kế hoạch. Đám người thần sắc bỗng nghiêm một chút, vỉnh tai nghe. Thiên Y, Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói. Ta cắt ngang một lần, cũng lần nữa cường điệu một lần, Tử Thiên là ta họ, đan danh một cái y chữ. Không đợi Tiêu Phàm nói xong, Tử Thiên Y liền đánh gãy Tiêu Phàm mà nói, mười điểm nghiêm túc nói. Những ngày qua cùng Tiêu Phàm tiếp xúc, Tử Thiên Y mới biết được Tiêu Phàm nguyên lai cũng là một người rất dễ thân cận, lá gan cũng lớn rất nhiều. Vậy không phải là gọi là Tử Thiên Y, Tiêu Phàm bĩu môi, nhìn thấy Tử Thiên Y còn muốn nói điều gì. Tiêu Phàm trực tiếp nói, chúng ta liền thích gọi như vậy, người có nhận hay không, các người nói đúng không? Tà Vũ mấy người cũng nghiêm túc gật đầu, để Tử Thiên Y khóc không ra nước mắt. Tốt rồi, Tiêu Phàm kéo về đám người tâm tư, nói kế hoạch rất đơn giản, ta sẽ bố trí ở chỗ này một cái trận pháp, trong thời gian ngắn có thể vây khốn thánh tôn cảnh, đến lúc đó, ta đi phong ma thành đem cái kia phong ma tôn dẫn ra, ngay ở chỗ này phục sát hắn. Giết phong ma tôn. Chúng ta khẳng định cũng chỉ có chạy trốn phần, cho nên trước đó, Thiên Y nghĩ kỹ đường lui, người không phải biết thần soán chi thuật sao, chí ít nghĩ kỹ ba đầu chạy trốn lộ tuyến. Vậy ta thì sao? Hiên Viên Trảm Tiên nghi ngờ, không phải nói cần nhờ hắn đi chém giết ma tôn sao, làm sao trong kế hoạch này không có hắn? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, yên tâm, đến lúc đó sẽ dùng đến ngươi, bất quá ta phải trước giờ nói cho ngươi một lần, mặc dù chém giết cái kia ma tôn. Đối với ngươi có lợi ích to lớn, thậm chí trong thời gian ngắn có thể làm cho ngươi nhanh chóng tiến bộ. Nhưng là, đây chính là 10 phần nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ chết, sớm cùng ngươi chào hỏi, ngươi muốn là sợ chết, ta cũng sẽ không dùng ngươi. Tiêu huynh, ta không có ngươi nói như vậy không chịu nổi, chết, ta không sợ. Hiên Viên Trảm Tiên 10 điểm không phục nói. Hắn là trong nhóm người này tu vi yếu nhất, tự nhiên nghĩ mau hơn mạnh lên. Tiêu Phàm nói hắn có thể nhanh chóng mạnh lên, hắn chỗ nào còn sẽ lùi bước đây. Vậy là tốt rồi, Tiêu Phàm gật gật đầu, ngay sau đó kêu một tiếng, Ma Toan, chúng ta đi. Giống, cửu U Ma Toan gầm nhẹ một tiếng, mặc dù không tình nguyện, nhưng là không có cách nào phản kháng, đành phải theo sau. Tiêu Phàm, ta đây, nhìn thấy Tiêu Phàm liền chuẩn bị đi, Tà Vũ liền vội vàng kéo Tiêu Phàm, vẻ mặt đờ đẫn chỉ mình nói. Tới giết ma tôn, nhưng là hắn Tà Vũ nói ra a, có thể cho tới bây giờ, hắn ngược lại tốt tựa như không có ý nghĩa, trở thành có cũng được không có cũng được tồn tại. Ngươi không phải có tham dự sao? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Tà Vũ nói. Tham dự, ta liền tham dự bố trí một cái trận pháp, đã nói xong, là ta muốn giết ma tôn a, không phải là các ngươi, làm sao hiện tại các ngươi đều biến thành chủ lực, mà ta trở thành quần chúng đây? Yên tâm. Không thể thiếu ngươi. Tiêu Phàm vừa cười một tiếng, nói quay đầu, người cùng thí thần hai người tận lực ngăn trở đuổi tới thánh đế cảnh tu sĩ, mà tôn xuất hành, không có khả năng một người. Đám người nghe vậy, lúc này mới ý thức được sự tình không phải đơn giản như vậy. Phong ma thành phong ma tôn, cũng không phải một thân một mình, mà là đứng đầu một thành, cấp dưới thế nhưng là có không ít thánh đế cảnh cường giả đây. Đương nhiên, ta sẽ mau chóng hất ra những cái kia thánh đế cảnh. Đến lúc đó chúng ta hợp lực chém giết phong ma tôn, tốt nhất đừng cùng thuộc hạ của hắn giao phong, nếu quả thật gặp được thuộc hạ của hắn, cái kia tử kỳ của chúng ta cũng không xa. Tiêu Phàm thần sắc bỗng nghiêm một chút. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại chỉnh trọng chuyện lạ nói bổ sung, đến lúc đó, mặc kệ có hay không giết chết phong ma tôn về sau, ta nói rời đi thời điểm, nhất định phải lập tức đào vong. Tốt, mấy người thở sâu gật gật đầu. Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên lại nói, đúng rồi, nếu là có mặt khác thu nhập, ta muốn 5 thành. Các ngươi 5 cái, mỗi người 1 thành, ta không quan trọng, thí thần đối thu hoạch căn bản không quan tâm. Có thể, Tà Vũ mấy người bọn họ cũng gật gật đầu, Tiêu Phàm muốn bố trí trận pháp, lại muốn hôn tự đi hấp dẫn phong ma tôn, là trong bọn họ nguy hiểm nhất, muốn 5 thành thu nhập, cũng không tính là quá phận. Vậy ta hiện tại bố trí trận pháp, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu. Những ngày qua, bọn họ giết không ít dị ma, không chỉ có riêng chiếm được mệnh ma thạch,
còn có trong động ma không ít đặc sản, cái gì thần quả, nguyên tinh, đều có không ít. Đây cũng là thiên hoang tương đối tàn khốc địa phương, tất cả tài nguyên tu luyện, đều phải dựa vào chính mình đi ma quật chém giết dị ma thu hoạch. Lần này nếu như làm lớn một bút, có thể thu hoạch được 5 thành thu nhập, tuyệt đối sảng khoái. Hoa 3 ngày thời gian, Tiêu Phàm cùng Cửu U Ma Toan 2 người rốt cục bố trí một cái trận pháp, chính là lúc trước Sở Lăng Tiêu phái Hắc Hổ Quỷ Vương bọn họ đi vây khốn Túy Ông trận pháp, tên là Hồn Hỏa Tỏa Không Trận. Dù cho hạ phẩm thánh tôn bị nhốt vào trong đó, trong thời gian ngắn, cũng không thể di động. Mấy người nếu như toàn lực ứng phó, có cực lớn khả năng chém giết hạ phẩm thánh tôn. Cửu U Ma Toan lúc trước một sợi tàn hồn hóa thành Vân Linh lão nhân, cũng coi là một cái trận pháp cao thủ, Tiêu Phàm liên thủ với nó, bố trí trận pháp vượt quá tưởng tượng mạnh. Đương nhiên, Cửu U Ma Toan đáp ứng làm như thế, cũng là bởi vì Tiêu Phàm hứa hẹn nó, dị ma linh hồn, có thể cho nó thôn phệ. Tiêu Phàm, người chuẩn bị làm sao dẫn phong ma tôn vào trận? Làm trận pháp sau khi bố trí xong, Tà Vũ nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là đi phong ma thành chúng. Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi nói, không đi phong ma thành, chẳng lẽ ta ở phong ma thành bên ngoài khiêu chiến sao? Tà Vũ khóe miệng giật một cái, hắn phát hiện cùng Tiêu Phàm thân quen về sau, gia hỏa này đối với hắn không chút khách khí. Ngươi muốn đi vào phong ma thành, bọn họ có thể tùy tiện phân biệt ngươi khí tức trên thân, hơn nữa, những ngày qua chúng ta gặp dị ma là không có trí khôn, có thể phong ma thành bên trong, có không ít trí tuệ không kém gì thái cổ thần giới sinh linh. Tà Vũ liền vội vàng giải thích nói. Không cần Tà Vũ nói, Tiêu Phàm từ lâu đoán được, lúc trước bách sát chiến trường Nghĩ Vương, không phải liền là có trí khôn sao. Tiêu Phàm không có giải thích, chỉ là sau một khắc, khí tức trên thân của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa, vậy mà cùng dị ma cơ hồ giống như đúc. Đồng thời, hắn thân thể một trận vặn vẹo, quanh thân xuất hiện một bộ rách nát áo giáp, đây là hắn trước đó chém giết một tôn dị ma lấy được. Tà Vũ bọn họ sớm đã thấy choáng mắt, trợn mắt hốc mồm đứng ở cái kia. Hiện tại các ngươi còn nhận được ta không? Tiêu Phàm cười nói, nhìn qua cùng dị ma hoàn toàn không có hai dạng. Mấy người mờ mịt lắc đầu. Hiên Viên Trảm Tiên càng là ánh mắt sáng quắc nói, Tiêu huynh, người đây là làm sao làm được, dạy một chút ta. Không dạy được ngươi, Tiêu Phàm quyết đoán cự tuyệt. Nói đùa cái gì, nếu như không phải hắn không có mệnh cách, hơn nữa khí số sớm đã nhập thể, ngoại nhân căn bản không cảm ứng được, hắn nghĩ muốn bắt chước dị ma khí tức, đó cũng là rất khó làm được. Dù sao, dị ma phương thức tu luyện cùng thái cổ thần giới sinh linh phương thức tu luyện có bản chất khác nhau. Đi, chính các ngươi kiềm chế một chút, ta lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Tiêu Phàm phất tay, đem Cửu U Ma Toan ném vào thể nội thế giới bên trong, ngay sau đó một thân một mình hướng về phong ma thành kín đáo đi tới. Tiêu Phàm tốc độ không nhanh, bọn họ chuẩn bị phục sát phong ma tôn địa phương, khoảng cách phong ma thành cũng không phải quá xa. Nửa nén hương thời gian về sau, Tiêu Phàm giáng lâm phong ma thành phía dưới, cửa thành có 2 đối thủ vệ. Thủ vệ thực lực không là thế nào, chỉ có thánh đế cảnh tiền kỳ tu vi. Nhưng Tiêu Phàm lại liếc mắt liền nhìn ra những cái này dị ma khác biệt, bọn chúng lớn lên cùng nhân tộc không có bao nhiêu khác biệt bên ngoài, vẫn còn có nói có cười. Có trí khôn dị ma, Tiêu Phàm trong nháy mắt có phán đoán. Thậm chí hắn còn có chút hối hận, sớm biết mình nên tìm có trí khôn dị ma giết, sau đó trở thành bộ dáng, dạng này tiến vào phong ma thành, ít nhiều cũng có chút quyền chủ động. Dừng lại, Tiêu Phàm vừa mới đến cửa thành, một người mặc khôi giáp dị ma đi tới, Tiêu Phàm có thể dọa cho phát sợ, thiếu chút nữa thì nhìn không được động thủ. Mặc dù nói, hắn đã trở thành dị ma bộ dáng, nhưng trong lòng vẫn còn có chút bồn chồn. Dù sao, hắn cái này biến thân, còn không được đến dị ma kiểm nghiệm. Tiêu Phàm trong đầu vội vàng hồi tưởng đến hắn chém giết những cái kia dị ma ký ức, trong trí nhớ của bọn nó cũng có tiến vào trong thành hình. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, cái kia dị ma, lại bị Cửu U Ma Toan đoạt xá. Thật lâu, Tiêu Phàm mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, xác nhận liên tục về sau, lúc này mới đem Cửu U Ma Toan từ thể nội thế giới bên trong đưa ra. Tiểu tử, đừng nhìn ta như vậy, bản tôn năng lực, người không biết thì thôi đi. Cửu U Ma Toan vẻ mặt tự ngạo, dừng một chút lại nói, bất quá ta cũng không nghĩ tới, cái này dị ma. Dĩ nhiên là phong ma thành cấm quân thống lĩnh nhi tử.
nói ma quật ngôn ngữ. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng. Ách cửu u ma toàn sững sờ, vội vàng thu hồi cái kia tự ngạo chi tâm, còn tốt Tiêu Phàm nhắc nhở hắn, nếu là hắn tại cái khác dị ma trước mặt nói thái cổ thần giới ngôn ngữ, chẳng phải là bại lộ. Bản tôn phải tốn một chút thời gian học một lần mới được. Cửu u ma toàn vẻ mặt lúng túng nói. Rời khỏi nơi này trước, vừa đi vừa học, cái này dị ma không phải cấm quân thống lĩnh nhi tử sao, ngươi có phải hay không muốn ta đi cấm quân thống lĩnh phủ đệ? Tiêu Phàm quyết định thật nhanh. Không sai, cái kia cấm quân thống lĩnh phủ đệ, thế nhưng là có không ít đồ tốt. Cửu u ma toàn nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng đen. Từ giờ trở đi, giữ yên lặng, ta cũng cần một chút thời gian mới có thể học được ma quật ngôn ngữ. Tiêu Phàm gật gật đầu, trong lòng cũng là có vẻ mong đợi. Ngay sau đó hai người đi ra ngõ nhỏ, Tiêu Phàm cúi đầu không nói, một nửa tâm thần lại là đắm chìm trong ma quật văn tự cùng ngôn ngữ học tập. Vừa mới cái kia dị ma dĩ nhiên kém chút tự bạo, nhưng Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật, vẫn là thành công đọc lấy to lớn bộ phận ký ức, những cái kia ngôn ngữ và văn tự, tự nhiên cũng ở hắn trí nhớ. Đối với thánh đế cảnh cường giả mà nói, học tập một môn ngoại ngữ, đó là lại cực kỳ đơn giản, căn bản không được bao lâu thời gian. Tiêu Phàm đi theo cửu u ma toan sau lưng, trong đầu một lần lại một lần đưa cho chính mình cường hóa ký ức, linh hồn bản thể càng là không ngừng mô phỏng ma quật ngôn ngữ khẩu âm. Không sai biệt lắm ba canh giờ về sau, Tiêu Phàm cuối cùng đem dị ma ngôn ngữ học được. Rốt cục không phải mù chữ, Tiêu Phàm khẽ thở phào, nhìn thấy đường phố bốn phía những cái kia văn tự, hắn cũng rốt cục quen biết. Cho tới bây giờ, hắn giờ mới hiểu được, trước đó ở cửa thành bị thủ vệ tướng sĩ gọi lại, dừng lại hai chữ là nhường hắn dừng lại ý tứ. Mà trong ngõ hẻm, bị cửu u ma toan đoạt xác dị ma nói tới nãi tạp, thì là quát lớn ai ý tứ. Uy, giải quyết không? Tiêu Phàm tập trung ý chí, dùng dị ma ngôn ngữ hỏi, nhìn thấy cửu u ma toan vẫn như cũ cúi đầu, hiển nhiên hắn còn không có hoàn toàn nắm vững dị ma ngôn ngữ. Lại chờ ta chốc lát. Cửu u ma toan khó được mặt mo đỏ ửng. Lâu như vậy còn không có học được, người tốt xấu đã từng cũng là thánh tôn cảnh a, ngay tại lúc này, đó cũng là bán bộ thánh tôn cảnh. Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn xem cửu u ma toan truyền âm nói. Là ngươi quá nhanh, cửu u ma toan cực kỳ phiền muộn. Hắn đường đường bán bộ thánh tôn cảnh, lại bị một cái thánh đế cảnh trung kỳ tiểu tử cho khinh bỉ. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận Tiêu Phàm yêu nghiệt chỗ. Gia hỏa này, học tập một môn ngoại ngữ, vậy mà hai ba canh giờ liền có thể nói cùng dị ma giống như đúc. Cho dù là hắn, cũng phải tốn hao 4-5 canh giờ a, đây đã là gấp 2 chênh lệch. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải chờ cửu u ma toan. Cũng may cái này thần ma táng thổ, cũng không có cái gì ban ngày cùng đêm tối phân chia, cả ngày cũng là hỗn loạn bộ dáng, bằng không chờ cửu u ma toan, món ăn cũng đã lạnh. Lại qua 3 canh giờ, cửu u ma toan rốt cục nắm giữ dị ma ngôn ngữ, có thể hoàn chỉnh nói ra ma quật ngữ. Khẩu âm cải biến một lần, tốt nhất cùng cái kia dị ma một dạng. Tiêu Phàm trầm giọng nói, ngay sau đó lại bắt chước cái kia dị ma ký ức, dựa theo khẩu âm của hắn nói vài câu. Cửu u ma toan nghe được sửng sốt một chút, hắn cảm thấy mình có thể nói ra đã coi là không tệ, có thể Tiêu Phàm nói nhanh chóng thì cũng thôi đi, lại còn có thể tùy ý cải biến khẩu âm. Nếu như không phải nhận biết Tiêu Phàm, cửu u ma toan đều tưởng rằng Tiêu Phàm là dị ma. Vừa học thời gian uống cạn nửa chén trà, cửu u ma toan mới xem như hoàn toàn nắm giữ sở đoạt xá dị ma tất cả. Đi thôi, mang ta đi cấm quân thống lĩnh phủ đệ. Tiêu Phàm trong mắt tinh quang lập lòe, dùng dị ma ngữ truyền âm nói. Tiểu tử, người tốt nhất đừng nói chuyện, cửu u ma toan dùng dị ma ngữ nhắc nhở. Yên tâm đi. Không có việc gì, không có trí khôn dị ma, cũng không ít có thể sinh ra trí khôn. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, chỉ là ta không nghĩ tới, những cái này dị ma, có một ít dĩ nhiên là dùng ta thái cổ thần giới tu sĩ thi cốt thuế biến mà thành, khó trách dị ma giết không bao giờ hết, diệt không dứt. Nói đến đây, Tiêu Phàm không khỏi thật sâu thở dài. Luyện hóa cái kia dị ma ký ức, Tiêu Phàm mới hiểu được, những cái này không có trí khôn dị ma. Nguyên lai cũng là thần ma táng thổ thi cốt, qua vô số tuế nguyệt ma khí xâm nhiễm, biến thành dị ma. Mà những cái kia có trí khôn dị ma, mới thật sự là dị ma, bọn họ đến từ thái cổ thần giới bên ngoài.
hắn nhớ kỹ Bạch Ma nói qua, tổng cộng có cửu thiên thập địa, trừ bỏ thái cổ thần giới bên ngoài, hẳn còn có 8 ngày cùng thập địa, đều thuộc về đại thế giới. Nhưng cái này 19 cái đại thế giới, lại ở cùng nhau đối kháng dị ma, có thể nghĩ dị ma mạnh mẽ và kinh khủng. Không biết ma quật chỗ sâu đến cùng có cái gì, có phải hay không cũng là một cái khác đại thế giới đây. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói. Tiểu tử, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, có nhiều thứ, bản tôn đều không biết, ta chỉ biết rõ, những cái này dị ma đều nên giết, quản hắn là của ai thì cốt. Cửu U Ma Toan lạnh rên một tiếng nói. Cũng đúng, Tiêu Phàm khó được tán đồng Cửu U Ma Toan lời nói. Những cái này dị ma, nhìn thấy thái cổ thần giới sinh linh, đều sẽ không chút do dự xuất thủ, đã như vậy, vậy hắn cần gì phải hạ thủ lưu tình đây? Trò chuyện một chút, hai người rốt cuộc đã tới một tòa đại khí cổ điển phủ đệ bên ngoài. Thiếu thống lĩnh tốt, hai người đi đến cửa phủ đệ, hai cái thủ vệ cung kính hành lễ, dùng dị ma ngữ bái nói. Cửu U Ma Toan nhàn nhạt gật đầu, vẻ mặt ngạo mạn đi vào thống lĩnh phủ đệ, về phần hai cái kia hạ nhân, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Kỳ Nhi, nghe nói người sắp đột phá tam tinh ma đế cảnh. Mới vừa vào đại môn, phủ đệ bên trong liền truyền đến một đạo sang sảng thanh âm. Tiêu Phàm cùng Cửu U Ma Toan nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, nghe thanh âm này, đối phương hẳn là dị ma phụ thân, phong ma thành cấm quân thống lĩnh. Kỳ Nhi dĩ nhiên chính là Cửu U Ma Toan đoạt xác cái này dị ma, tên đầy đủ Nguyên Kỳ, mà cấm quân thống lĩnh, tên Nguyên Đồ. Còn không nhanh gọi cha, Tiêu Phàm nhìn thấy Cửu U Ma Toan ngốc trệ ở cái kia, vội vàng cho hắn nháy mắt, cũng truyền âm nói. Gọi cha, Cửu U Ma Toan thiếu chút nữa thì tuôn ra nói tục, nhưng hắn gọi một cái bán bộ thánh tôn cảnh dị ma vì cha, cái này khiến hắn làm sao làm cho cửa ra. Nói ra câu nói này thời điểm, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì bật cười, nhưng hắn lại cố nén. Nói ngươi nghe nha trang bức, vừa mới không tự cho là đoạt xác năng lực rất châu sao, hiện tại, ngươi liền phải gọi dị ma cha ruột. Vì đại cục, gọi một câu thì thế nào? Chờ chút tự mình làm thịt hắn không được sao? Tiêu Phàm đại nghĩa lẫm nhiên nói, nhanh lên, lại không gọi liền bại lộ. Cửu U Ma Toan trong lòng đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, bất quá mặt ngoài vẫn như cũ mang theo nụ cười, nói cha, hài nhi chuẩn bị bế quan, đột phá tam tinh ma đế. Nghe được Cửu U Ma Toan gọi cha, Tiêu Phàm trong lòng nghĩ cười, ai bảo ngươi nha đoạt xá dị ma nguyên kỳ, bây giờ nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Tiêu Phàm kém chút nhịn không được dùng ký ức thủy tinh đem một màn này cho ghi chép lại, về sau không vui thời điểm lấy ra điều tiết một lần tâm tình cũng không sai. Tốt, không hổ là con ta, Nguyên Đồ thanh âm vang lên lần nữa. Ngay sau đó, cả người khoác hắc sắc chiến giáp, toàn thân đen kịt vô cùng nam tử xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt bọn hắn, trừ bỏ tròng trắng mắt, có vẻ như liền không có cái gì bạch địa phương. Tiêu Phàm dư quang không khỏi nhìn thoáng qua Cửu U Ma Toan. Hai người này làm sao lớn lên có chút không giống đây. Nguyên Kỳ nhìn qua, chỉ ít làn da còn hơi trắng bệch, da hỏa này sẽ không phải ruột thịt a. Cửu U Ma Toan trong lòng vô cùng khó chịu, bị một cái dị ma gọi nhi tử, cái này khiến hắn tâm tình có thể tốt đi nơi nào đây. Nhưng hắn lại sợ thân phận bại lộ, không thể không miễn cưỡng cười vui nói, vậy hài nhi liền đi bế quan tu luyện. Không vội, Nguyên Đồ lại là ngăn cản Cửu U Ma Toan đường đi. Nói, ngươi trước đi bảo khố chọn lựa một kiện lễ vật, thuận tiện lấy một lần đột phá yêu cầu tài nguyên, quay đầu cùng vi phụ tiến về phủ thành chủ. Phủ thành chủ, Cửu U Ma Toan trong lòng hơi động, mình và Tiêu Phàm mục đích không phải liền là phủ thành chủ sao? Phía trên đến mấy vị khách nhân, thành chủ hôm nay thiết yến, mời chúng ta cũng đi thấy chút việc đời, có thể làm cho thành chủ trịnh trọng như vậy đối đãi, chắc là thân phận khách nhân tôn quý, Kỳ Nhi, đây cũng là cơ hội của ngươi. Nguyên Đồ cười cười nói. Hài Nhi nhất định sẽ không để cho cha thất vọng. Cửu U Ma Toan cung kính gật đầu, vẻ mặt tự tin nói, bất quá trong lòng lại đem Nguyên Đồ tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia kìm nén một bụng cười xấu xa, Cửu U Ma Toan hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cái này lại trách được ai đây, là chính hắn muốn đoạt xá Nguyên Kỳ thân thể. Đi thôi, Nguyên Đồ khoát khoát tay, từ đầu đến cuối. Cũng chưa từng nhìn Tiêu Phàm một cái. Một cái không có trí khôn dị ma mà thôi, từ khi bị thu phục một khắc kia trở đi, chỉ có thể trung thành chấp hành chủ nhân mệnh lệnh,
căn bản không có khả năng có bất kỳ làm phản tâm tư. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tìm Thường Nguyên Kỳ bên người có không ít loại này dị ma, hiện tại mang một cái ở bên người, ngược lại nhường hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá nơi này chính là bên trong Phong Ma Thành, cũng coi là địa phương an toàn, bình thường sẽ không ra cái gì vấn đề an toàn. Nguyên Kỳ rời đi, Tiêu Phàm đần độn theo sau lưng, thẳng đến vòng qua vài tòa tiểu viện, hai người mới trầm tĩnh lại. Tiểu tử, lần này có vẻ như thật như Tử Thiên Y dự tính một dạng, tương đối thuận lợi a, chúng ta liền có thể tiến vào cấm quân thống lĩnh bảo khố. Cửu U Ma Toan mừng rỡ cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Chưa hẳn, Tiêu Phàm lại là không có lạc quan như vậy. Không nói Tử Thiên Y là thiên khí chi nhân, hắn dự tính kết quả chưa chắc sẽ trở thành sự thật, huống chi hắn Tiêu Phàm vẫn là thiên đố chi nhân, nơi nào sẽ may mắn như vậy đây. Chỉ cần không có giết chết Phong Ma Tôn, hơn nữa an toàn thoát đi nơi đây, Tiêu Phàm liền không thể không cẩn thận ứng phó. Cũng đúng, chúng ta vẫn cẩn thận đối phó tốt, Cửu U Ma Toan gật gật đầu. Ngay sau đó tràn đầy phấn khởi hướng bảo khố phương hướng đi đến. Đọc lấy Nguyên Kỳ ký ức, hai người bọn họ còn không sợ bại lộ, đối cấm quân thống lĩnh phủ đệ, như là nhà mình địa phương đồng dạng, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Xuyên qua tầng tầng tiểu viện, hai người rốt cuộc đã tới bảo khố trước cửa, nơi này có tầm 10 đầu dị ma trông coi, trong đó có hai cái có trí khôn dị ma, mặt khác cũng là vô trí tuệ. Thiếu thống lĩnh, thủ vệ cung kính cúi đầu. Cha để cho ta tới chọn lựa một chút dùng tu luyện vật tư, mở ra khố phòng cửa. Cửu U Ma Toan ngạo mạn nói, nghĩ đến bảo khố đang ở trước mắt, tiếng này cha xem như tặng kèm cho nguyên đồ. Là, thiếu thống lĩnh, cái kia thủ vệ nào dám ngăn cản bọn hắn thiếu thống lĩnh, vội vàng hỗ trợ mở ra khố phòng chi môn. Cửu U Ma Toan ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về khố phòng cửa đi đến, nhưng mà, Tiêu Phàm lại bị hai cái kia thủ vệ ngăn lại. Kém chút không ra tay đánh nhau. Thiếu thống lĩnh, khố phòng trọng địa, chỉ có thể ngài một người tiến vào. Trong đó một cái thủ vệ cung kính nói. Cửu U Ma Toan nghe vậy, trong lòng cười trộm, ngươi xem, lão tử tiếng kêu cha vẫn hữu dụng, tiểu tử ngươi bây giờ trợn tròn mắt ha. Chờ ra đem trong khố phòng bên cạnh động thủ tất cả đều trộm đi, đến lúc đó cái rắm cũng không cho ngươi lưu một cái. Mặc dù trong lòng vui sướng, nhưng Cửu U Ma Toan mặt ngoài lại lộ ra một bộ tức giận bộ dạng, quát lớn, hỗn trướng, bản thiếu gia nô tài, các ngươi cũng dám ngăn cản. Thiếu thống lĩnh, hai cái thủ vệ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, một người trong đó nói, đây là thống lĩnh đại nhân định quy củ, còn mời thiếu thống lĩnh không nên để cho thuộc hạ khó xử. Hừ, Cửu U Ma Toan lạnh rên một tiếng, nói tiểu phiến tử, ngươi ở đây chờ bản thiếu gia. Tiểu phiến tử. Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì nghiến răng nghiến lợi, cái này Cửu U Ma Toan, nói hắn béo, hắn thật đúng là thở lên rồi. Bất quá nghĩ đến bản thân mục đích, cũng chỉ đành xem như không nghe thấy, lui sang một bên, đứng ở cái kia không nhúc nhích. Cửu U Ma Toan trong lòng đầy bụng nở hoa, tiểu gia ăn chút thiệt thòi, nhưng là có chỗ tốt ha, ngươi ngay cả bảo khố cửa còn không thể nào vào được, lão tử liền sợi lông cũng không cho ngươi lưu. Ngu ngốc, trong lòng ngươi suy nghĩ gì? Tiểu gia rõ rõ ràng ràng, đến cùng ai không cho ai lưu còn chưa biết. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh. Hắn không chỉ có riêng là có thể khống chế Cửu U Ma Toan, hơn nữa còn có thể biết hắn suy nghĩ trong lòng, bằng không mà nói, Tiêu Phàm lại làm sao có thể hoàn toàn khống chế Cửu U Ma Toan đây. Loại này thủ đoạn, cùng loại kia ma chi thuật đệ tam trọng khống chế tư tưởng có chút tương tự, không, chuẩn xác mà nói là càng bá đạo. Bởi vì Tiêu Phàm có thể lặng yên không tiếng động nhìn thấu Cửu U Ma Toan tâm tư. Mà chủng ma chi thuật khống chế tư tưởng, còn phải ngắn ngủi áp chế đối phương linh hồn, đối phương cũng có thể phát hiện. Mặt khác, một khi nguyên đồ phát hiện trong khố phòng bên cạnh bảo bối đều biến mất hết, khẳng định cái thứ nhất tìm Cửu U Ma Toan, mà không phải hắn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn Cửu U Ma Toan tiến vào bảo khố, ngay sau đó bảo khố chi môn đóng lại. Thiếu thống lĩnh liền nhanh như vậy muốn đột phá tam tinh ma đế, thật là khiến người ta hâm mộ a. Trong đó một cái thủ vệ nói. Thiếu thống lĩnh dừng lại ở nhị tinh ma đế cũng một số thời khắc, nghe nói hôm nay thành chủ thiết hiến khoản đãi tam tinh thánh địa lưu ly tịnh thổ liễu lăng thành chủ nhi tử liễu khuyết, hôm nay phong ma thành tất nhiên phi thường náo nhiệt. Khác một người thủ vệ nhỏ giọng thầm thì nói. Đáng tiếc, thực lực chúng ta quá thấp,
vô duyên tham gia như thế thịnh hội, bằng không, gặp một chút tam tinh thánh địa tuyệt thế thiên tài, vậy cũng có thể mở mang tầm mắt. Thứ một người thủ vệ thở dài. Ai không muốn đây, tam tinh thánh địa tài nguyên tu luyện, không biết so với chúng ta nhất tinh thánh địa muốn phong phú bao nhiêu, đột phá lên tự nhiên muốn dễ dàng rất nhiều. Cái thứ hai thủ vệ cũng lộ ra vẻ cô đơn, khoát tay một cái nói, được rồi, cùng chúng ta không có quan hệ gì, vẫn là trung thực thủ tại chỗ này a. Hai người thoại ngữ không sót một chữ rơi vào Tiêu Phàm trong tai, Tiêu Phàm trong lòng thầm hô khẩu khí, học một môn ngoại ngữ, còn là rất không tệ, bằng không hôm nay muốn bỏ lỡ rất nhiều tin tức trọng yếu. Hai người kia trong miệng thánh địa, chính là Tiêu Phàm bọn họ nói tới ma quật, dị ma đương nhiên sẽ không rèm pha bản thân. Tam tinh ma quật người tới, nghĩ đến trên người mang tài nguyên không ít, cái kia thuận tiện đem bọn chúng cũng làm thịt. Tiêu Phàm trong lòng bắt đầu tính toán. Tiêu Phàm nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại không thế nào nhẹ nhõm. Tam tinh ma quật, dựa theo Tà Vũ lời giải thích, vô cùng có khả năng có tứ tinh ma tôn tọa chấn, cũng chính là tương đương với hạ phẩm nguyên tôn cường giả. Mà có thể đảm nhiệm đứng đầu một thành, đoán chừng thực lực đều sẽ không thấp hơn thượng phẩm thánh tôn. Một cái thượng phẩm thánh tôn nhi tử, nếu là chết ở thần ma táng thổ, đoán chừng thần ma táng thổ đều muốn nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Suy nghĩ một chút ngược lại có chút hưng phấn a. Tiêu Phàm trong lòng cười tà một tiếng, bất quá, thượng phẩm thánh tôn phía dưới, khẳng định không thiếu hạ phẩm thánh tôn thuộc hạ, nếu là bên người đi theo hạ phẩm thánh tôn cường giả, cái kia hành động lần này nhất định phải hủy bỏ. Lấy bọn hắn thực lực, bố trí nhiều như vậy, ứng phó một cái hạ phẩm thánh tôn cảnh xem như có thể miễn cưỡng. Nhưng muốn ứng phó hai cái hạ phẩm thánh tôn, vậy cơ hồ là không thể nào, chỉ có thể có bao nhanh trốn bao nhanh. Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, cửu U Ma Toan lại là ở bảo khố bên trong trắng trợn vơ vét lấy, không sai biệt lắm qua dòng dã nửa nén hương thời gian mới đi ra khỏi bảo khố. Nhìn thấy cửu U Ma Toan cái kia vẻ mặt nụ cười thỏa mãn, Tiêu Phàm không cần đi nghe lén hắn suy nghĩ trong lòng, liền có thể biết được đạo hắn thu hoạch không ít rồi. Tiểu phiến tử, đi! Cửu U Ma Toan hoàn toàn không nhìn quỳ rạp dưới đất hai cái thủ vệ, mang theo Tiêu Phàm xoay người rời đi. Dù sao những thủ vệ này cũng không có tư cách tiến vào bảo khố, tự nhiên không biết bảo khố bên trong đã trống không. Về phần nguyên đồ, chờ qua tối nay, hắn lại đến xem xét bảo khố, khẳng định đã không kịp. Đến lúc đó, Tiêu Phàm bọn họ nếu không sẽ chết ở phong ma tôn trong tay, nếu không liền sớm đã bỏ trốn mất dạng. Rời đi bảo khố, cửu U Ma Toan mang theo Tiêu Phàm trở lại nguyên kỳ nơi ở, yên lặng chờ nguyên đồ triệu hoán. Tiểu tử, đã nói xong, bảo khố bên trong đồ vật một người một nửa. Cửu U Ma Toan vẻ mặt thành thật nhìn xem Tiêu Phàm, nói. Có thể, Tiêu Phàm cười híp mắt nói, đáp ứng 10 điểm thống khoái. Cửu U Ma Toan cũng cười nở hoa, lấy ra một mai càn khôn giới ném cho Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ cười tiếp nhận. Trong lòng của hắn khịt mũi coi thường nói, hừ, lão tử có thể cho ngươi 1/10 liền đã coi là không tệ. Bất quá lại nói trở về, này ma quật cấm quân thống lĩnh chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh mà thôi, hắn có tài phú vậy mà như thế phong phú, về sau có cơ hội, xem ra có thể làm nhiều làm chuyện này. Ngươi xác định nơi này có một nửa. Lúc này, Tiêu Phàm ước lượng trong tay càn khôn giới, cười nhìn lấy cửu U Ma Toan nói. Cửu U Ma Toan bỗng nhiên ngẩng đầu. Vội vàng lại lấy ra một mai càn khôn giới, cười nói, lợi hại, này cũng bị nhìn đi ra. Tiêu Phàm thu hồi cái kia càn khôn giới, ngay sau đó lại duỗi ra một cái tay, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhìn cửu U Ma Toan tê cả ra đầu. Tiểu tử, ngươi chớ quá mức, ta đã cho ngươi 2/3. Cửu U Ma Toan tức giận nói. Có đúng không? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, nhưng ta cảm thấy, nơi này liền 1/5 cũng chưa tới. Ngươi cứ nói đi. Cửu U Ma Toan trợn to hai mắt, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng không phục nói, ngươi dám thì ta. Hừ, ngươi muốn là thống khoái một chút lấy ra, cho ngươi một nửa cũng không có gì. Tiêu Phàm khinh thường, ngươi có phải hay không cảm thấy, một cọng lông đều không lưu lại cho ta mới là tốt nhất. Ngươi biết ta suy nghĩ trong lòng. Cửu U Ma Toan trợn tròn mắt, như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm, cũng là cái kia cửu U lão quái, hỗn đản. Mau đưa đồ vật lấy ra, nhanh lên một chút. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, nhìn thấy cửu U Ma Toan còn có chút do dự, ngươi tốt nhất đừng gạt ta a,
bằng không, ngươi có tin hay không đem ngươi nhét vào phong ma thành. Tốt, ta cho, cửu U Ma Toàn khẽ cắn môi, lại lấy ra mấy cái càn khôn giới đưa cho Tiêu Phàm, ta tổng cộng chia làm thành 10 phần, lưu cho ta 2 phần, làm sao? Ta nói lời giữ lời, tất cả thu hoạch, ta 5 thành, các ngươi cũng là 1 thành. Tiêu Phàm cười nhạt lắc đầu, chỉ cấp cửu U Ma Toàn lưu lại một khỏa càn khôn giới. Những vật này ngươi cũng muốn phân cho bọn họ. Cửu U Ma Toàn vẻ mặt không tin. Tiêu Mỗ nói lời giữ lời. Tiêu Phàm ưỡn ngực nói. Cửu U Ma Toàn bĩu môi, hiển nhiên hắn vẫn là chưa tin. Tiêu Phàm làm sao có thể tốt bụng như vậy, đoán chừng có thể phân cho Tà Vũ bọn họ 1%, liền xem như tốt. Bất quá nghĩ đến bản thân rõ ràng chiếm được 1 thành thu hoạch, trong lòng vẫn là có chút mừng thầm, dù sao hắn mới là thực sự 1 thành thu hoạch. Liền 1 lần này thành thu hoạch, đoán chừng cũng giá trị hơn ức cực phẩm nguyên tinh. Đương nhiên, bên trong có thật nhiều ma quật đặc sản, thần quả cùng thần dược, thậm chí khoáng thạch loại hình, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách kết toán cụ thể giá trị. Tiêu Phàm cũng là không rõ kích động, hắn nhìn lướt qua 9 cái trong càn khôn giới đồ vật, nguyên tinh hắn căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn 1 cái. Nhưng là, có 1 ít thần dược cùng thần quả. Lại là ẩn chứa cực kỳ khủng bố nguyên khí cùng năng lượng. Chẳng lẽ dị ma cũng là dựa vào nguyên tinh tu luyện? Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, thánh đế cảnh, bình thường đều là hấp thu nguyên tinh bên trong nguyên khí, luyện hóa thành bản thân khí số, sau đó để khí số rèn luyện, cường hóa nhục thân. Quá trình này bình thường đều rất chậm, nhưng là có 1 loại người tốc độ nhưng phải nhanh vô số lần, kia liền là có được nguyên tuyền người. Đây cũng là ngưng tụ nguyên tuyền người sở dĩ xưng là tuyệt thế thiên tài nguyên nhân. Không đúng, dị ma gọi là ma tinh, Tiêu Phàm lại trầm ngâm 1 tiếng. Dị ma tu luyện mặc dù cũng là hấp thu 1 loại đặc thù khoáng thạch bên trong nhang năng lượng, nhưng vẫn còn có chút bất đồng, bọn họ trực tiếp là khí số nhập thể, thiếu khí số chậm rãi rèn luyện thân thể quá trình này. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ khí số liền đánh lên rồi bọn họ tự thân khí tức cùng ấn ký. Cùng thái cổ thần giới tu sĩ khí số có chỗ khác biệt. Chủ yếu nhất là, loại này tu luyện phương pháp, cùng thái cổ thần giới thánh tôn cảnh cường giả phương pháp tu luyện vậy mà là giống nhau. Không, chuẩn xác mà nói, dị ma từ thần vương cảnh, thậm chí cổ thần cảnh bắt đầu, liền bắt đầu khí số thối thể. Thái cổ thần giới phương pháp tu luyện, vừa bắt đầu xem trọng là thần thông, thiên phú, cổ thuật cùng cổ pháp, mà dị ma phương pháp tu luyện. Từ vừa mới bắt đầu chính là rèn luyện thân thể, rèn đúc linh hồn. Tiêu Phàm có chỗ minh ngộ. Hắn không biết loại kia phương pháp tu luyện mạnh hơn, nhưng là, 2 loại phương pháp này cũng là 100 sông đổ về 1 biển. Dị ma, thật là dị ma sao? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngay sau đó bỗng nhiên đung đưa đầu, trong lòng trầm giọng nói, không phải ta tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Dị ma tất nhiên nhiều lần cùng đại kiếp có quan hệ, vậy đã nói rõ bọn họ cùng thái cổ thần giới tầm đó, không phải ngươi chết chính là ta vong. Tiểu tử, ngươi thất thần làm cái gì, còn không mau đem những cái này càn khôn giới thu hồi. Cửu U Ma Toàn nhắc nhở, ở chỗ này, không muốn quá dài thời gian bại lộ thái cổ thần giới càn khôn giới, vạn nhất bị phát hiện liền phiền toái, bọn họ nơi này dùng chính là loại này túi không gian đựng đồ. Ngươi cũng sợ chết sao? Tiêu Phàm trêu ghẹo nói, bất quá hắn vẫn cẩn thận một chút đem càn khôn giới thu nhập thể nội thế giới. Bên trong tài nguyên, quay đầu đến thiên hoang lại cụ thể kết toán. 2 người chờ đợi nửa ngày, nguyên đồ rốt cục phái người tới gọi nguyên kỳ, Tiêu Phàm 2 người vội vàng đi theo. Trong tiền viện, nguyên đồ sớm đã chờ đợi lâu ngày, nhìn thấy nguyên kỳ đến, lúc này mới cười nói, kỳ nhi chọn lựa 1 kiện lễ vật gì, cũng không nên lộ ra keo kiệt. Cha yên tâm, đến lúc đó tất nhiên sẽ để khách nhân tôn quý hài lòng. Cửu U Ma Toàn nhe răng cười nói. Nguyên đồ mang theo Tiêu Phàm cùng Cửu U Ma Toàn 2 người, không lâu liền đến phủ thành chủ. Trên đường đi, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối giữ yên lặng, mà Cửu U Ma Toàn cũng tận lực ít nói chuyện, tuy nói hắn đoạt xá Nguyên Kỳ, chiếm được trí nhớ của hắn. Nhưng là xem như Nguyên Kỳ phụ thân Nguyên đồ, có thể chưa hẳn nhìn không ra, dù sao. Có chút sinh hoạt thói quen nhỏ vẫn là bất đồng. Một khi bại lộ thân phận, vậy cũng chỉ có chạy trốn phần. Tiêu Phàm 2 người đứng ở phủ thành chủ trước mặt, đen nhánh cung điện, cho người ta 1 loại khí tức ngột ngạt, sau đó bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng,
oanh ca yến hót, phi thường náo nhiệt. Nguyên Đồ thân làm Phong Ma Thành cấm quân thống lĩnh, địa vị tự nhiên không thấp, trên đường đi thông suốt, trực tiếp tiến nhập trong phủ thành chủ. Kỳ Nhi, để nô lệ của ngươi lưu lại, hắn còn không có tư cách đi vào. Đi tới tiền viện, Nguyên Đồ đột nhiên nhìn về phía Cửu U Ma Toan sau lưng Tiêu Phàm nói. Nô lệ, Tiêu Phàm sững sờ, nha, lại muốn bị Cửu U Ma Toan giễu cợt. Bất quá ở dị ma bên trong, không có trí khôn dị ma, xác thực chỉ là nô lệ bình thường mà thôi. Quả nhiên, Cửu U Ma Toan nghe nói như thế, ý cười rào rạt nói, tiểu phiến tử, ngươi lưu lại. Tiêu Phàm không nói, bất quá thân thể lại là thành thật thối lui đến một cái góc bên trong, hắn trong lòng thầm mắng không thôi, lại là ta, trước đó vào không được bảo khố, hiện tại lại vào không được phủ thành chủ trung viện. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, hắn nhưng là không có trí khôn nô lệ, tự nhiên không thể tiến vào trung viện, có thể đi tới tiền viện, đã coi như là xem ở Nguyên Đồ cái này cấm quân thống lĩnh mặt mũi. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn Nguyên Đồ cùng Cửu U Ma Toan rời đi, chính hắn là đần độn đứng ở cái kia, thổi gió lạnh. Dư quang quét mắt bốn phía, lại là phát hiện còn có không ít giống như hắn dị ma đứng ở cái kia không nhúc nhích. Chẳng lẽ ta liền đứng ở nơi này, ta thế nhưng là đến ám sát Phong Ma Tôn A, coi như không giết được hắn, cũng phải đem hắn dẫn xuất đi mới được. Tiêu Phàm tính toán, con mắt tặc lưu lưu chuyển động. Hắn nếu như đứng ở chỗ này, đừng nói giết chết Phong Ma Tôn, đoán chừng liền gặp đều không gặp được. Vậy kế hoạch lại làm sao có thể thành công đây? Không được, ta phải tìm một chút sự tình làm. Tiêu Phàm con mắt chuyển động, tìm kiếm lấy hành động cơ hội, nhưng bây giờ chính là khách khứa nhiều nhất thời điểm, hắn nào dám có nửa điểm vượt qua. Không sai biệt lắm qua một canh giờ, bên trong nội viện truyền đến một trận ồn ào náo động tiếng ồn ào lúc, Tiêu Phàm mới rốt cục dám hơi hoạt động một chút gân cốt. Lúc này, phủ thành chủ đại môn sớm đã đóng chặt, hiển nhiên là sẽ không còn có người đến. Tiền viện bên trong, chỉ có thể nghe được một trận trầm thấp tiếng hít thở, nơi này tụ tập rất nhiều không có trí khôn dị ma. Nhìn xem những cái kia ánh mắt đờ đẫn, Tiêu Phàm cảm thấy mình không thể ở lại, nếu là tiếp tục chờ đợi, hắn cảm giác mình IQ đều sẽ bị kéo thấp. Hắn nha, mà toàn cái kia hỗn đản không phải là quên ta đi à. Tiêu Phàm chờ giây lát, vẫn không có nhìn thấy Cửu U Ma Toan tín hiệu. Chẳng lẽ mình thật muốn ở phủ thành chủ, cũng những cái này không có trí khôn dị ma đợi cả ngày. Coi như hắn có thể chờ, hiện tại không gặp được Phong Ma Tôn, đều có thể chậm rãi tìm cơ hội, có thể thí thần cùng Tà Vũ bọn họ chưa hẳn chờ nổi a. Bọn họ khoảng cách Phong Ma Thành có thể không xa, dạo chơi một thời gian càng dài, bại lộ cơ hội lại càng lớn. Không thể chờ đợi thêm nữa. Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, chuẩn bị phóng ra bước chân. Cũng đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang lên, tiểu tử, ngươi cứ như vậy không giữ được bình tĩnh. Ngươi hắn nha còn dám trở về. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, nhìn thấy Cửu U Ma Toan chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trung đình cửa ra vào, vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem hắn. Tiêu Phàm thấy thế, hỏa khí một lần liền bạo phát ra. Chờ, ta đây không phải đi tìm hiểu tình báo sao? Cửu U Ma Toan vội vàng làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, đi tới Tiêu Phàm bên người, thấp giọng nói, hiện tại, Nguyên Đồ bọn họ đã đi, chỉ còn lại có một chút người trẻ tuổi. Đi, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Cái này dù sao cũng là đứng đầu một thành thiết yến, hơn nữa chiêu đãi hay là tam tinh ma quật thành chủ nhi tử, chỉ bằng một chút tu sĩ trẻ tuổi, có vẻ như còn chưa đủ tư cách cùng đối phương đề tài nói chuyện bàn về thế hệ A. Là cái kia gọi Liễu Khuyết như vậy yêu cầu. Hắn không thích cùng thế hệ trước tu sĩ giao lưu. Cửu U Ma Toan nhún nhún vai nói. Tiêu Phàm càng thêm buồn bực, Cửu U Ma Toan tiếp tục nói, về sau cái kia gọi Liễu Khuyết nói với chúng ta một sự kiện, xem chúng ta có muốn hay không tiến về Tam Tinh Thánh Địa, không đúng, là Tam Tinh Ma Quật phát triển. Ý của ngươi là, hắn là cố ý đến mời chào nhân tài. Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch Cửu U Ma Toan trong giọng nói ý tứ. Không sai. Ta có thể làm bộ đáp ứng hắn, đến lúc đó lại len lén giết chết tiểu tử kia. Cửu U Ma Toan gật gật đầu. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư, chỉ chốc lát sau, đột nhiên khẽ mỉm cười nói, tại sao phải len lén giết chết hắn? Chẳng lẽ ngươi còn muốn quang minh chính đại giết chết hắn hay sao? Cửu U Ma Toan cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm. 3.
Tiêu Phàm búng tay một cái, trịnh trọng chuyện lạ nói, không sai, tất nhiên muốn giết chết hắn, vậy liền quang minh chính đại giết chết hắn. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm thân hình lần nữa phát sinh biến hóa, bỗng biến thành Phong Ma Thành cấm quân thống lĩnh Nguyên Đồ bộ dáng. Tiểu tử, ngươi là muốn giá họa cho Nguyên Đồ? Cửu U Ma Toàn trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Cái gì gọi là giá họa? Chúng ta cùng dị ma mối thủ vốn chính là không đội trời chung tốt a, ta đây là muốn tính giết bọn hắn. Tiêu Phàm rất nghiêm túc nói. Đột nhiên, Tiêu Phàm tiến đến Cửu U Ma Toàn bên người, ta cười nói, đúng rồi, kêu tiếng cha tới nghe một chút, để tránh chờ chút bại lộ thân phận. Ngươi, Cửu U Ma Toàn vô cùng phẫn nộ. Vừa mới gọi Nguyên Đồ cha, đó là tình thế bất đắc dĩ, phải nghĩ biện pháp tiến vào phủ thành chủ, nhưng bây giờ, nhưng hắn gọi Tiêu Phàm cha, cái kia là không thể nào gọi ra miệng. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, trong lòng lại là thoải mái không thôi, biến thành Nguyên Đồ, hắn cũng rốt cục có thể trả thù Cửu U Ma Toàn. Bất quá Tiêu Phàm cũng không tiếp tục mở trò đùa, mà là hỏi, đúng rồi, người gặp qua Phong Ma Tôn rồi a hát. Cái kia Phong Ma Tôn bộ dạng dài ngắn thế nào? Cửu U Ma Toàn tức khắc hư không ngưng tụ trừ bỏ một bóng người, Tiêu Phàm hướng về thân ảnh kia nhìn hai cái hô hấp, đem cái này thân ảnh gắt gao lạc ấn chỗ sâu trong óc. Đi, trước bắt sống cái kia Liễu Khuyết lại nói, nếu là có thể giá họa cho Nguyên Đồ phụ tử, vậy liền có ý tứ. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, ngay sau đó dẫn đầu hướng về trung viện đi đến. Cửu U Ma Toàn lần này không có cách nào khoa trương, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo Tiêu Phàm sau lưng. Hai người một trước một sau, đi vào trung viện bên trong, vô số bóng người trong nháy mắt in vào Tiêu Phàm trong tầm mắt, xa hoa trụy lạc, vô cùng náo nhiệt. Tiêu Phàm ánh mắt lại là rơi vào trung viện phía trước nhất, trên chủ tọa một đạo toàn thân hiện lên thúy bóng người màu xanh lục, thân thể tựa như phỉ thúy điêu khắc thành, lộng lẫy xa hoa. Ở tại đỉnh đầu, lại là đột ngột mọc ra từng cây màu xanh biếc cành, giống như tóc một dạng. Tiểu tử, đây chính là Liễu Khuyết, Cửu U Ma Toàn trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, ngồi ở chủ vị bên trên Liễu Khuyết đột nhiên vẻ mặt tức giận nhìn xem Cửu U Ma Toàn nói, Nguyên Kỳ huynh, Nguyên thống lĩnh trăm công nghìn việc, người tại sao lại đem hắn tìm trở về. Tiêu Phàm không nghĩ tới Khuyết liền nhanh như vậy theo dõi bản thân, bất quá nghe ngữ khí của hắn, có vẻ như cũng không có thật trách cứ Nguyên Kỳ ý tứ. Đây là coi trọng Nguyên Kỳ, chuẩn bị biến thành của mình. Ma Toàn, hắn coi trọng ngươi. Tiêu Phàm trêu ghẹo cho Cửu U Ma Toàn truyền âm nói. Cửu U Ma Toàn toàn thân hiện nổi da gà lên, trong lòng đối Tiêu Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá mặt ngoài còn phải duy trì nụ cười, hơi hơi thi lễ nói, Liễu Khuyết công tử. Tiêu Phàm nhìn thấy Cửu U Ma Toàn ăn quả đắng, trong lòng kém chút nhịn không được cười to. Liễu Khuyết công tử, tiểu nhi tìm đến tại hạ, là có chút sự tình nghĩ thương lượng với ngài một lần. Tiêu Phàm cúi đầu, vẻ mặt cung kính nói. Khi hắn nói ra tiểu nhi hai chữ lúc, cường điệu nhấn mạnh một lần, để một bên Cửu U Ma Toàn kém chút nghiến răng nghiến lợi. A, chuyện gì, Liễu Khuyết thấy thế, trên mặt mang nhàn nhạt vui mừng. Hắn vừa mới uyển chuyển cùng Nguyên Kỳ đề cập qua mời chào sự tình, Nguyên Kỳ lại đem cha hắn gọi tới, hắn thấy, đoán chừng là nghĩ có kè mặc cả với hắn. Dù sao, Nguyên Kỳ coi như trẻ tuổi, lại trở thành nhị tinh ma đế, hơn nữa rất nhanh liền có thể đột phá tam tinh ma đế, cho dù ở tam tinh ma quật, đó cũng coi là nhân tài. Cái này, Tiêu Phàm lộ ra nghi hoặc, còn phòng bị nhìn bốn phía một cái, tựa như sợ bị người khác nghe một dạng. Tới nói, vừa vặn bản công tử nghe được cũng biết một chút. Liễu Khuyết liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm ý tứ. Đúng, Tiêu Phàm cung kính gật đầu, chuẩn bị hướng về Liễu Khuyết tới gần. Tiểu tử, kiềm chế một chút, cái kia Liễu Khuyết sau lưng cách đó không xa hai người kia, đều là bán bộ thánh tôn cảnh. Cửu U Ma Toàn vội vàng cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Vừa mới hắn chỉ cấp Tiêu Phàm giới thiệu Liễu Khuyết, lại là quên nói Liễu Khuyết người làm, đó cũng là nhân vật cực kỳ mạnh. Yên tâm, chỉ cần Liễu Khuyết rơi vào trong tay của ta, sự tình gì đều tốt xử lý. Tiêu Phàm trả lời một câu, thân hình lại không hơi dừng lại một chút. Cửu U Ma Toàn trong lòng hơi khẩn trương lên, hắn thật không biết Tiêu Phàm từ đâu tới tự tin, lại muốn bắt sống một cái thánh đế cảnh đỉnh phong dị ma. Phải biết, chính hắn cũng mới thánh đế cảnh trung kỳ mà thôi a.
Mắt thấy Tiêu Phàm khoảng cách Liễu Khuyết càng ngày càng gần, cửu U Ma toàn tâm cũng chậm chậm nhấc lên, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tiêu Phàm trở thành nguyên đồ bộ dáng, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang nụ cười. Liễu Khuyết sau lưng cách đó không xa hai cái kia bán bộ thánh tôn cảnh cường giả cũng không có quá quan tâm hắn, bọn họ hiển nhiên không tin, có thái cổ thần giới sinh linh, dám đến nơi này đối phó bọn hắn. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sự tình, lại thật đã xảy ra. Liễu Khuyết bưng một ly rượu, hung hăng buồn bực một cái đi, nhìn xem đã chỉ có hai bước khoảng cách Tiêu Phàm nói, nguyên thống lĩnh, có lời gì, bây giờ có thể nói viết rồi a hát. Đương nhiên có thể, Tiêu Phàm mỉm cười, khoảng cách gần như thế, hắn tin tưởng, nếu như hắn thi triển công kích linh hồn, Liễu Khuyết là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Tiêu Phàm tiến đến Liễu Khuyết bên tai, cơ hồ từng chữ nói ra thấp giọng nói, ngươi có thể đi chết. Ngươi, Liễu Khuyết nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, trong nháy mắt ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn vừa định mở miệng, một cỗ bá đạo công kích linh hồn, bay thẳng trong đầu của hắn, xuyên vào không gian ý thức. Hắn muốn chạy trốn, có thể tốc độ căn bản không có Tiêu Phàm nhanh, linh hồn bị Tiêu Phàm thánh tôn cảnh lực lượng linh hồn trùng kích, cả đầu choáng váng. Nguyên đồ, người tự tìm cái chết. Liễu Khuyết hai cái cấp dưới hiển nhiên cũng nghe đến Tiêu Phàm câu nói kia, phản ứng cực nhanh, một quyền hung hăng hướng về Tiêu Phàm nộ oanh mà tới. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không để cho đạt được, cực tốc hướng về một bên thối lui, cũng không có tiếp tục chém giết Liễu Khuyết. Hắn 10 điểm vững tin, vừa rồi một đòn mặc dù không có gạt bỏ Liễu Khuyết linh hồn, nhưng tuyệt đối sẽ để Liễu Khuyết trở thành một kẻ ngu ngốc, không giết hắn, đối với Liễu Khuyết mà nói. Ngược lại là một loại thống khổ. Kỳ nhi, đi, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, lách mình xuất hiện ở cửu U Ma Toan bên người, nâng cửu U Ma Toan thân thể liền chạy. Dạng như vậy, tựa như hắn mang theo cửu U Ma Toan chạy trốn một dạng, chỉ có hai người bọn họ tự mình biết, là cửu U Ma Toan ở mang theo Tiêu Phàm chạy trốn. Liễu Khuyết hai cái bán bộ thánh tôn cảnh cấp dưới, một cái điên cuồng truy sát Tiêu Phàm, mà một người khác chính là đánh về phía Liễu Khuyết. Liễu Khuyết công tử chết, những người khác thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, chỉ thấy Liễu Khuyết thân thể ngã quỵ trên mặt đất, mà Tiêu Phàm bọn họ lại không thấy bóng dáng. Phong Ma Tôn, công tử nhà ta nếu như chết ở địa bàn của ngươi, ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Liễu Khuyết một cái thuộc hạ hướng về phía phủ thành chủ chỗ sâu giận dữ hét, hai mắt tràn đầy máu tươi, tựa như muốn vỡ ra. Bọn họ thân làm Liễu Khuyết cận vệ, Liễu Khuyết nếu như chết ở chỗ này. Hai người bọn họ cũng thoát không khỏi liên quan, cực lớn có thể muốn cho Liễu Khuyết chôn cùng. Cũng may hắn vừa mới kiểm tra một chút, Liễu Khuyết cũng chưa chết, chỉ là hôn mê đi. Hô, một đạo hắc ảnh lướt qua, nhấc lên một trận gió lốc, lại là nhìn thấy một cái cao khoảng một trượng, toàn thân đen kịt vô cùng nam tử lăng không mà đứng, trên người lưu chuyển lên bá đạo khí. Phong Ma Tôn, đều là ngươi cấm quân thống lĩnh làm chuyện tốt. Còn không lấy phía dưới nguyên đồ phụ tử. Liễu Khuyết cấp dưới nổi giận nói. Hiển nhiên, cái kia cao khoảng một trượng bóng đen chính là Phong Ma Tôn, không biết là cái gì dị ma, nhưng hắn toàn thân tán phát u quang, chứng minh hắn nhục thân kiên cố. Phong Ma Tôn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe được cái kia tiếng giống giận liền lập tức chạy đến, nhưng lúc này, Liễu Khuyết cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Thẳng đến nghe được Liễu Khuyết cấp dưới quát lớn. Hắn mới quay người trở lại, thân hình lóe lên, hướng về chân trời lao đi. Gần như đồng thời, Liễu Khuyết cấp dưới ôm lấy Liễu Khuyết đạp không mà lên, đuổi theo. Mà lúc này, Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan hai người cực tốc xuyên toa ở trong Phong Ma Thành, xông vào một tòa cung điện bên trong, Tiêu Phàm nhanh chóng biến ảo khuôn mặt, đem cửu U Ma Toan ném vào thể nội thế giới về sau, liền lẫn vào dị ma. Đuổi tới dị ma sắc mặt khó coi đáng sợ. Hắn tìm kiếm khắp nơi Tiêu Phàm bóng dáng của bọn hắn, có thể nó thời gian ngắn căn bản phân rõ không ra. Chết hết cho ta, dị ma tức giận hết sức, một bàn tay giận đập mà xuống. Hắn vì cho Liễu Khuyết báo thù, thà rằng uổng giết ngàn vạn, cũng không muốn buông tha một người. Oanh một tiếng nổ vang, mảng lớn dị ma bị oanh bay, có một ít tu vi hơi thấp dị ma tức thì bị trực tiếp đánh giết, tràng diện dị thường huyết tinh. Những cái kia không có bị công kích dị ma, tất cả đều bắt đầu điên cuồng chạy trốn lên. Trốn ở dị ma quần bên trong Tiêu Phàm giận mắng không thôi,
hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cái này dị ma vậy mà như thế hung tàn, liền mình người đều giết, đây cũng quá tuyệt tình. Đổi lại là hắn, làm sao cũng không xuống tay được a. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía không trung, lại là một cỗ khí tức càng mạnh mẽ cuốn tới. Phong Ma Tôn, Tiêu Phàm không nghĩ tới Phong Ma Tôn vậy mà đến nhanh như vậy, Thánh Tôn cảnh thực lực, quả nhiên không phải bình thường khủng bố a, bản thân một chuyến có thể giết chết hắn sao? Nhưng mà một khắc sau, để Tiêu Phàm trừng lớn cặp mắt là, nơi xa lại có một bóng người chạy tới, người chưa đến, thanh âm đã đến. Thành chủ đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Đồ, Tiêu Phàm sững sờ, hắn nghĩ qua Phong Ma Tôn có thể sẽ chạy đến, sao có thể cũng không nghĩ đến Nguyên Đồ vậy mà cũng tới nhanh như vậy. Bất quá, cái này mặc dù là ngoài ý liệu, nhưng cũng là hợp tình lý. Nguyên Đồ thân làm Phong Ma Thành cấm quân thống lĩnh, nội thành có người đại chiến, hắn nếu như hậu chi hậu giác, kia liền là thất trách. Nguyên bản Nguyên Đồ chạy đến nơi đây 10 điểm kịp thời, nhìn thấy Phong Ma Tôn cùng Liễu Khuyết cấp dưới thời khắc, thậm chí còn chuẩn bị khoe khoang một phen. Nhưng ai ngờ, nhưng hắn kinh hãi sự tình đã xảy ra. Chết, một tiếng quát lớn vang lên, theo một chữ tử rơi xuống, Liễu Khuyết cái kia cấp dưới cầm trong tay một chuôi hắc sắc đại đao nổi giận chém mà xuống. Nguyên Đồ trên mặt sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, bản năng hướng phía sau bỏ chạy, cũng nổi giận nói, ngươi làm cái gì? Nguyên Mỗ cùng các ngươi không cừu không oán, ngươi giết thiếu chủ, còn dám rảo biện. Liễu Khuyết cấp dưới lên cơn giận dữ, sát khí ngập trời, căn bản không có buông tha Nguyên Đồ dự định. Nguyên Đồ mặc dù kính sợ đối phương là tam tinh ma quật người, nhưng trước mắt gặp phải tử vong uy hiếp, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, đánh trước một trận lại nói. Hư không đều là hai người tàn ảnh, thiên địa không ngừng lay động, vô cùng mãnh liệt, hai người cũng là bán bộ thánh tôn cảnh cường giả, thực lực cũng tương đương nhau. Lúc này, Liễu Khuyết một cái khác thuộc hạ ôm hắn Liễu Khuyết bay tới, trầm giọng nói, Phong Ma thành chủ, người nhất định phải cho thiếu chủ báo thù, thiếu chủ linh hồn bị thương trong mắt, đoán chừng lại cũng không tỉnh lại. Phong Ma Tôn cau mày, hắn biết rõ Liễu Khuyết thân phận và địa vị. Liễu Khuyết ở Phong Ma Thành xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất, bọn họ đều không có quả ngon để ăn. Bất quá, hắn vẫn như cũ có chút không tin, Nguyên Đồ sẽ đối Liễu Khuyết xuất thủ. Người xác định là Nguyên Đồ ra tay, Phong Ma Tôn trầm giọng nói. Nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ hay là giả? Liễu Khuyết cấp dưới quát lạnh nói, Phong Ma Thành chủ, người cần phải biết rằng, Liễu Lăng Thành chủ là biết rõ chúng ta tới Phong Ma Thành. Mặc dù lời nói của đối phương bên trong ẩn chứa ý uy hiếp, có thể Phong Ma Tôn cũng không dám phản bác, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Bọn họ một cái là tam tinh ma quật thành chủ, một cái là nhất tinh ma quật thành chủ, hai người địa vị chênh lệch thế nhưng là cực kỳ khác xa. Chủ yếu nhất là, hắn này nhất tinh ma quật thần ma táng thổ, còn về tam tinh ma quật lưu ly tịnh thổ quản lý. Phong Ma Tôn đứng ở hư không, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra. Không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Phong Ma Tôn, nhất định phải giết Nguyên Đồ phụ tử, cho thiếu chủ một cái công đạo. Liễu Khuyết cấp dưới tiếp tục nói, không giết Nguyên Đồ, bọn họ cũng không tốt trở về giao nộp. Bọn họ may mắn là, Liễu Khuyết cũng chưa chết, chỉ là hôn mê mà thôi. Phong Ma Tôn do dự mãi, thân hình bỗng tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Nguyên Đồ trước người, một cái tay siết chặt Nguyên Đồ cổ. Thành chủ, thuộc hạ có thể chết, xin cứ để cho ta chết minh bạch. Nguyên Đồ hai mắt đỏ bừng, giờ phút này hắn đối mặt cái chết, cũng sẽ không sợ hãi. Chủ yếu nhất là, trong lòng của hắn xác thực buồn bực và nghi hoặc, bản thân cho rằng nơi này xảy ra sự tình, lúc này mới vô cùng lo lắng chạy đến. Nhưng ai ngờ, bản thân dĩ nhiên là đi tìm cái chết. Phong Ma Tôn lông mày nhíu lại, trong lòng có hoài nghi, chẳng lẽ trọng thương Liễu Khuyết thật không phải Nguyên Đồ. Người dám giết Liễu Khuyết công tử, chính là tội chết. Phong Ma Tôn lạnh rên một tiếng nói, ngay sau đó tay phải uốn éo, trực tiếp đem Nguyên Đồ cổ cho bẻ gãy. Ngay sau đó, hắn lại dùng sức bóp, Nguyên Đồ thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số bột phấn, chỉ có một khỏa đen thui thạch đầu rơi xuống mặt. Phía dưới dị ma thấy thế, toàn bộ đều câm như hến, cúi đầu, duy trì vẻ kính sợ. Tiêu Phàm lại là hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn hãm hại Nguyên Đồ, cũng chỉ là ý tưởng đột phát mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới,
cái này vậy mà thực sự sẽ dẫn đến Nguyên Đồ tử vong. Hắn lúc này mới phát hiện, dị ma so tưởng tượng còn muốn vô tình cùng lãnh khốc, thậm chí ngay cả một cái cơ hội giải thích cũng không cho Nguyên Đồ, liền đem hắn giết. Quá không có nhân tình vị, Tiêu Phàm trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn nghĩ đến, mình có phải hay không hẳn là từ bỏ ngăn giết Phong Ma Tôn ý nghĩ đây, gia hỏa này có vẻ như so tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Nguyên Đồ đã chết, các hạ đã thỏa mãn. Phong Ma Tôn cũng không muốn giết chết Nguyên Đồ, nhưng hắn lại sợ Liễu Khuyết trả thù. Phải biết, Liễu Khuyết phụ thân Liễu Lăng Ma Tôn, thế nhưng là Tam Tinh Ma Quật thành chủ, thượng phẩm thánh tôn, đoán chừng khoảng cách hạ phẩm Nguyên Tôn cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn một cái hạ phẩm thánh tôn, lại có thể chống đối Liễu Lăng Ma Tôn trả thù đây. Nguyên Đồ cái chết, chí ít cũng có thể để Liễu Khuyết phụ thân bớt giận. Đương nhiên, đây chỉ là Phong Ma Tôn ý nghĩ, hắn không biết là, coi như Liễu Khuyết có thể buông tha hắn, Tiêu Phàm còn chưa hẳn nguyện ý buông tha hắn đây. Kỳ thật Tiêu Phàm ở sâu trong nội tâm cũng vô cùng xoắn suýt, đến cùng có động thủ hay không. Hiện tại Liễu Khuyết đã chết, mình nếu là nghĩ biện pháp khống chế Liễu Khuyết, căn bản không cần hắn động thủ, có là người tới giết Phong Ma Tôn. Thiếu chủ linh hồn bị thương, như thế nào một cái Nguyên Đồ có thể giải hận. Ai ngờ lúc này, Liễu Khuyết một cái cấp dưới đột nhiên lạnh rên một tiếng, chỉ phía dưới tất cả dị ma nói, những người này, coi như bọn họ xui xẻo. Dứt lời, người kia một trưởng giận đập mà ra, muốn đem phía dưới dị ma cho đánh thành thịt nát. Hô, Tiêu Phàm thấy thế, nơi nào còn dám đứng tại chỗ, chân đạp nghịch long đăng thiên bộ hướng về chân trời lao đi. Một sát na này, trên người hắn lập tức bộc phát ra thái cổ thần giới sinh linh nên có khí tức, trong nháy mắt hấp dẫn không ít dị ma lực chú ý. Thái cổ thần giới người, Phong Ma thành chủ, Liễu Khuyết cấp dưới kinh ngạc lên tiếng, ngay sau đó hí ngược nhìn xem Phong Ma Tôn nói. Chỉ là không đợi hắn nói xong, Phong Ma Tôn ánh mắt lạnh lẽo, cực tốc hướng về Tiêu Phàm vị trí đuổi theo. Không cần người khác nhắc nhở, Phong Ma Tôn đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhất là hắn quản hạt thành trì, lại có thái cổ thần giới sinh linh xâm nhập, đây chính là không nhỏ sự tình. Từ bé mà nói, cái này hoặc giả cũng chính là một cái thất trách tội, nhưng từ lớn mà nói, khả năng chỉ hắn một cái cấu kết thái cổ thần giới sinh linh tội. Giờ khắc này, Phong Ma Tôn nơi nào còn dám do dự. Truy, Liễu Khuyết cấp dưới gầm thét một tiếng, mang theo một đám dị ma không chút do dự đi theo. Tiêu Phàm thời khắc này tốc độ. Cơ hồ đạt đến hắn cực hạn, hắn ở kiến thức Phong Ma Tôn thực lực về sau, nguyên bản còn có chút xoắn suýt muốn hay không bại lộ thân phận, dẫn đi Phong Ma Tôn. Ai ngờ hiện tại, bản thân vô tâm trồng liễu, vậy mà thành công, đây cũng là sai sót ngẫu nhiên đạt đến mục tiêu dự chủ của mình. Hắn cũng phát hiện, có vẻ như dị ma đối thái cổ thần giới sinh linh cừu thị rất lớn. Không được, ta nhục thân tốc độ, vẫn là không có thánh tôn cảnh nhanh. Nhìn thấy Phong Ma Tôn cách mình càng ngày càng gần, Tiêu Phàm sầm mặt lại. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm lúc đưa tay, đem cửu U Ma Toàn từ thể nội thế giới bắt đi ra. CMN, Tiêu Phàm mặc dù nhắc nhở qua hắn, nhưng làm hắn cảm nhận được hậu phương thánh tôn cảnh khí thế lúc, nơi nào còn dám có nửa điểm do dự. Chỉ thấy hắn toàn thân hắc vụ cuồn cuộn, vác Tiêu Phàm dẫm lên mây đen, nhanh như chớp không thấy bóng dáng, tốc độ kia. Vậy mà không kém gì Phong Ma Tôn. Hừ, Phong Ma Tôn thấy thế, dùng ma quật ngữ lạnh rên một tiếng, tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần, một bộ không giết Tiêu Phàm bọn họ thề không bỏ qua bộ dáng. Cổ lâm bên trong, thí thần cùng tà vũ bọn họ chờ đợi lâu ngày, có thể vẫn không có lấy được Tiêu Phàm truyền tin, mấy người không khỏi lo lắng. Tiêu huynh sẽ hay không thành công, đây chính là thánh tôn cảnh A, thật có thể dẫn ra sao? Hiên viên Trảm Tiên hồ nghi nói, hắn mặc dù trong miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là không xem trọng Tiêu Phàm. Tin tưởng ta, một lần này hẳn là tương đối thuận lợi. Tử Thiên Y vẻ mặt tự tin nói. Hắn đối với mình thần soán chi thuật, vẫn tương đối tự tin, từ nhỏ đến lớn, rất ít tính bỏ lỡ. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, nhất định sẽ trong lòng xem thường. Người nha, người thế nhưng là thiên khí chi nhân. Từ đâu tới tự tin? Thật sự cho rằng ngươi nói thuận lợi, liền sẽ thuận lợi sao? Ta cũng tin tưởng lão đại. Thí thần gật đầu một cái, hắn lông mày nhìn về phía chân trời, trầm giọng nói, nhanh chuẩn bị, đến.
Tiêu huynh không phải còn không có truyền tin sao? Hiên Viên Trảm Tiên nhíu mày. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, nơi xa từng đạo cuồng bạo khí tức mãnh liệt mà tới, giống như băng đằng sông lớn, khí thế dồi dào, hoàn toàn vượt qua thánh đế cảnh cực hạn. Thánh tôn cảnh, chỉ có thánh tôn cảnh, mới có bậc này khí thế. Chuẩn bị sẵn sàng, cùng Tiêu Phàm hợp lực chém giết cái này thánh tôn cảnh lại nói. Mười hơi thời điểm nếu như giết không được, liền lập tức đào tẩu. Tà Vũ trầm giọng nói, làm xong tùy thời thôi động trận pháp chuẩn bị. Thí thần bọn họ gật gật đầu, lấy bọn hắn thực lực, muốn bằng vào thực lực giết chết thánh tôn cảnh, hiển nhiên là không thể nào, chỉ có dùng trận pháp vây khốn, còn có một chút điểm cơ hội. Mắt thấy khí thế kia càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng hung mãnh, một bóng người lập tức tiến nhập trong tầm mắt của hắn. Đó là một cái hắc bào nhân, thấy không rõ khuôn mặt, cũng không biết là nam hay là nữ, bất quá từ khí tức trên thân của hắn phán đoán, hẳn là thánh tôn cảnh không thể nghi ngờ. Giống như bị thương, mấy người trong lòng hồ nghi, người nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, trước tiên dây nghĩ tới chính là, người này bị Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan gây thương tích. Thế nhưng là, bọn họ chỉ thấy đạo hắc ảnh kia, cũng không thấy Tiêu Phàm thân ảnh. Chẳng lẽ Tiêu Phàm là thuyết phục người này đi tìm cái chết sao? Đừng nói giỡn, Tiêu Phàm sẽ không đã. Tà Vũ đột nhiên trợn to hai mắt, thần sắc bỗng chán nản nói, Tiêu Phàm, là ta hại ngươi. Câm miệng cho ta, thí thần gần như gầm thét đi ra, Tà Vũ bình thường nhìn xem thật đáng tin a, gia hỏa này làm sao bây giờ trở nên cùng một đậu bỉ một dạng đây. Lão đại không có việc gì, trước làm thịt hắn lại nói. Thí thần hừ lạnh nói, bất quá trong lòng hắn cũng lo lắng không thôi. Một cái bị thương thánh tôn cảnh đến, lại không thấy đến Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan thân ảnh, ai cũng biết hướng phương diện này nghĩ. Bất quá thí thần vẫn là ép buộc bản thân không nên tin, lão đại là tuyệt đối sẽ không có chuyện. Chỉ là, hắn hai mắt đã từ từ trở nên đỏ thắm, như một đầu dã thú khát máu, lạnh lùng hướng về nơi xa đến gần áo đen thân ảnh. Làm thân ảnh kia tiến vào trận pháp phạm vi thời khắc, Tà Vũ cùng thí thần bọn họ không chút do dự khởi động trận pháp. Ai dám ám toán bản tôn? Một đạo tức giận thanh âm từ hắc y nhân trong miệng truyền ra, hắn thân thể không nghe sai khiến, bị một cỗ đại lực kéo vào trận pháp bên trong, sau đó bị gắt gao giam cầm tại hư không. Bản tôn, thí thần bọn họ nghe được hai chữ này, trong lòng càng khẳng định lên, đây quả nhiên là thánh tôn cảnh cường giả, hơn nữa trên người cái kia đuổi đi không tiêu tan dị ma khí tức. Tuyệt đối là thánh tôn cảnh dị ma không thể nghi ngờ. Nghĩ vậy, thí thần cùng Tà Vũ mấy người bỗng đạp không mà lên, bay thẳng cái kia thánh tôn cảnh dị ma đi. Bọn họ chỉ có 10 hơi thời gian, nhất định phải nhanh giải quyết hết cái này thánh tôn cảnh, bằng không xui xẻo chỉ có thể là bọn họ. Thần thí, huyết táng, tước mệnh chi thuật, trảm tiên chi kiếm, thí thần bọn họ đồng thời gầm thét, bộc phát ra bản thân cường đại nhất một đòn. Ai cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại, nhất định phải nhất kích tất sát cái kia thánh tôn cảnh hắc y nhân. Hắc y nhân trên người áo bào nổ tung, lộ ra một tấm xấu xí khuôn mặt, ở bốn đạo cường thế công kích đến, hắn thân thể máu tươi vẩy ra, tứ chi bị ép thành bột mịn. Vẻn vẹn hai cái thời gian hô hấp, cái kia thân thể vô cùng mạnh mẽ, quả thực là bị bốn cái thánh đế cảnh tu sĩ cho xoắn nát. Làm trận pháp hiệu quả biến mất thời khắc. Mấy người đột nhiên cảm giác trong nháy mắt bất lực, kém chút không tê liệt trên mặt đất, ánh mắt hướng về cách đó không xa phiêu tán huyết phụ. Bang, một tiếng vang giòn, lại là một mai càn khôn giới, vừa lúc rơi đập ở một khối đá phía trên, có thể mấy người giờ phút này tựa như hoàn toàn mất hết khí lực, căn bản không thể động đậy, ai cũng không có nhặt viên kia càn khôn giới. Chém giết thánh tôn cảnh cường giả, đối với bọn hắn mà nói, cơ hồ liền là đang liều mạng. Một khi giết không chết, chết khả năng chính là bọn họ. Không đúng, đột nhiên, Tà Vũ sắc mặt biến đổi. Làm sao, thí thần không hiểu, Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y cũng lộ ra nghi hoặc. Chẳng qua là khi bọn họ nghe được Tà Vũ tiếp xuống câu nói kia lúc, tập thể cứng ngắc ở cái kia. Hắn mới vừa nói tựa như là thái cổ thần giới ngôn ngữ, không phải ma quật ngữ. Tà Vũ yếu ớt nói ra. Cho tới giờ khắc này. Bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, mấy người giết chết, có vẻ như không phải dị ma, mà là thái cổ thần giới sinh linh. Hơn nữa còn là một tôn thánh tôn cảnh cường giả. Việc này nếu là bị thái cổ thần giới biết rõ,
bọn họ đoán chừng cũng phải bị xem như phản đồ xử trí. Chờ, chúng ta giết chết, chưa hẳn không phải dị ma. Thí thần cái thứ nhất bình tĩnh trở lại, nói chẳng lẽ dị ma liền sẽ không thái cổ thần giới ngôn ngữ sao? Nhìn thấy mấy người gật gật đầu tán đồng, thí thần lại nói, hơn nữa, trên người hắn cũng có nồng nặc dị ma khí tức, hơn nữa cái kia xấu xí khuôn mặt, 89/10 là dị ma không thể nghi ngờ. Không sai, Tà Vũ cũng gật gật đầu. Nhưng trong lòng bọn họ đều biết, xấu xí cũng không phải là dị ma đặc quyền, thái cổ thần giới có chút sinh linh lớn lên cũng rất xấu, chẳng lẽ bọn họ đều là dị ma? Hiển nhiên là không thể nào. Nhưng giờ phút này mấy người đều không thừa nhận mình giết nhầm người, trong lòng không ngừng ám chỉ bản thân. Nếu như là dị ma mà nói, khẳng định có mệnh ma thạch, chúng ta tìm xem. Tử Thiên Y đột nhiên nói ra. Mấy người ánh mắt sáng lên, đáng tiếc, bọn họ tìm chỉ chốc lát, căn bản không tìm được cái gì mệnh ma thạch, mấy người ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, cuối cùng ánh mắt rơi vào viên kia càn khôn giới phía trên. Thí thần thở sâu, nhặt lên viên kia càn khôn giới, sau nửa ngày, hắn từ trong càn khôn giới tìm được một khối thân phận bài. Thật không phải dị ma, chúng ta giết nhầm người, Hiên Viên Trảm Tiên trợn to hai mắt, lên tiếng kinh hô nói. Giết nhầm người, thí thần bọn hắn sắc mặt cũng khó coi, sau nửa ngày, Tà Vũ mới nói, việc này chỉ chúng ta biết rõ, mặc dù thái cổ thần giới sinh linh cũng tàn sát lẫn nhau, nhưng tốt nhất đừng tuyên dương. Tốt, mấy người gật gật đầu, đây quả thật là không phải là cái gì vinh quang sự tình. Người áo đen kia thế nhưng là thánh tôn cảnh, vạn nhất thân phận bất phàm, vậy bọn hắn cũng không thiếu được phiền phức. Lão đại có tin, cũng đúng lúc này, thí thần đột nhiên lấy ra một mai truyền âm ngọc phù, thôi động thời khắc, bên trong lập tức truyền đến Tiêu Phàm thanh âm, nhanh chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đem Phong Ma Tôn đưa tới. Phong Ma Tôn, mấy người nhìn nhau, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Hiên Viên Trảm Tiên càng là yếu ớt nói, vừa rồi chúng ta đã thúc giục trận pháp, trong thời gian ngắn không cách nào lại lần thôi động, làm sao bây giờ? Đám người bố trí rất nhiều, chính là vì tập sát Phong Ma Tôn. Bây giờ Tiêu Phàm đem Phong Ma Tôn dẫn đi qua, nhưng bọn hắn lại giết nhầm người, mà khởi động sớm bố trí trận pháp, tạo thành trận pháp trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng. Hiện tại không thấy trận pháp vây khốn Phong Ma Tôn, bọn họ lấy cái gì đối phó Phong Ma Tôn đây? Không, chuẩn xác mà nói, bọn họ hẳn là làm sao chống đối Phong Ma Tôn. Dù cho Tà Vũ cùng Thí Thần, hai người thực lực có thể so với Thánh Đế cảnh đỉnh phong, thậm chí dám cùng bán bộ Thánh Tôn cảnh một trận chiến, có thể Phong Ma Tôn là Thánh Tôn cảnh A. Hai người bọn họ có thể không tin mình có thể cùng Thánh Tôn cảnh một trận chiến, bằng không mà nói, bọn họ cũng không tất yếu đem Phong Ma Tôn dẫn tới nơi này, mà là trực tiếp giết vào Phong Ma Thành. Làm sao bây giờ, Tà Vũ trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Sao trộn, Thí Thần tức giận nói, chúng ta mỗi người thực lực, không thể nào là Phong Ma Tôn đối thủ, nếu như liên thủ, còn có thể liều một phen. Làm sao liều, Tử Thiên Y đắng chát cười một tiếng, hắn mặc dù là Thánh Đế cảnh trung kỳ, nhưng chiến lực cũng thì tương đương với bình thường Thánh Đế cảnh hậu kỳ mà thôi. Hiên Viên Trảm Tiên càng là chỉ có Thánh Đế cảnh trung kỳ chiến lực, bởi vì hắn chỉ là Thánh Đế cảnh tiền kỳ mà thôi. Thí Thần trong lúc nhất thời không biết nói gì, đành phải thôi động truyền âm ngọc phù, đem sự tình cùng Tiêu Phàm nói một lần, một đầu khác Tiêu Phàm nghe được bọn họ giết nhầm người, cơ hồ có loại xúc động mà chửi thề. Nha, hiện tại trận pháp không thấy, vậy mình chẳng phải là làm không công. Không chỉ như vậy, bây giờ còn phải bị Phong Ma Tôn truy sát, trong thời gian ngắn muốn vứt bỏ Phong Ma Tôn đều rất không có khả năng. Ta đã biết, các ngươi trốn trước, còn sống rời đi lại nói. Chỉ chốc lát sau, truyền âm ngọc phù bên trong truyền đến Tiêu Phàm thanh âm trầm thấp. Giờ phút này Tiêu Phàm tâm tình rất không mỹ hảo, hạ phẩm thánh tôn, kỳ thật hắn cũng không thế nào e ngại, chỉ là, hắn vất vả lâu như vậy, lại phải thất bại trong gang tấc, nội tâm có chút không vui. Thí thần chờ đợi chốc lát, truyền âm ngọc phù bên trong lại cũng không có bất luận cái gì dị động, hắn đành phải nhìn về phía Tà Vũ bọn họ trốn đi, hay là trốn chạy. Tiêu huynh hai người bọn họ ngăn được Phong Ma Tôn sao? Chúng ta nếu như vậy rời đi, đó cũng quá không nghĩa khí. Hiên Viên Trảm Tiên trầm giọng nói. Nhưng chúng ta lưu lại nơi này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì à, Tiêu Phàm tất nhiên nói,
vậy hắn chắc chắn sẽ không hướng nơi này đến. Tử Thiên Y chen lời nói. Tà Vũ trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, đã như vậy, vậy chúng ta đi tìm Tiêu Phàm, cùng hắn cùng một chỗ ứng phó Phong Ma Tôn. Có thể, thí thần không chút do dự gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Tử Thiên Y nói, ngươi tính lại tính, trước đó ngươi không phải nói chúng ta chuyến này rất thuận lợi sao? Là tương đối thuận lợi, huống hồ chúng ta tạm thời cũng không gặp gỡ phiền toái gì. Tử Thiên Y im lặng nói. Nhưng ta lão đại bây giờ bị thánh tôn cảnh truy sát, hắn đây nha đúng là như lời ngươi nói thuận lợi. Thí thần kém chút nổi dóa, hắn đột nhiên cảm giác Tử Thiên Y có chút không đáng tin cậy. Thí thần, Thiên Y nói không sai, hiện tại vẫn còn không có gặp gỡ nguy hiểm sao? Hiên Viên Trảm Tiên vội vàng khuyên nhủ, chúng ta bây giờ cùng đi tìm Tiêu Phàm, ngăn giết Phong Ma Tôn, vẫn có rất lớn cơ hội. Không sai, Tử Thiên Y, ngươi tới tính toán. Tiêu Phàm cùng Phong Ma Tôn bọn họ sẽ xuất hiện ở nơi nào, chúng ta đi qua chờ bọn hắn. Tà Vũ cũng gật đầu nói. Tử Thiên Y gật gật đầu, nhắm mắt cảm ứng chốc lát, lúc này mới mở hai mắt ra, nhìn về phía chân trời một cái phương hướng nói, bọn họ sẽ qua phía trước vạn dặm vị trí, chúng ta liền ở cái kia chờ hắn. Đi, thí thần bỗng nhiên đạp không mà lên, hắn đã một khắc đều không chờ được. Tà Vũ ba người cũng không chút do dự phóng lên tận trời. Bọn họ không thể để cho Tiêu Phàm cùng Cửu U Ma Toan hai cái mạo hiểm. Bốn người tốc độ rất nhanh, vạn dặm khoảng cách, đối với bọn hắn mà nói, liều mạng, chỉ cần thời gian mấy hơi thở mà thôi. Nhưng bọn họ sợ bại lộ, cho nên không dám bay quá cao, hoa thời gian uống cạn nửa chén trà lúc này mới đến. Khi bọn hắn đến thời khắc, cũng không có nhìn thấy Tiêu Phàm tung tích của bọn hắn. Sẽ không đã qua a? Hiên Viên Trảm Tiên hoài nghi nói. Tiêu Phàm chạy trốn tốc độ, khẳng định không phải bình thường nhanh, sẽ không theo bọn họ chậm như vậy thôn thôn, đoán chừng sớm liền đi qua, coi như bọn họ muốn lần nữa ngăn giết Phong Ma Tôn, cũng không khả năng đụng đến. Làm sao bây giờ, Tử Thiên Y vẻ mặt bất đắc dĩ nói, lúc này, hắn thần soán chi thuật, có vẻ như cũng không thế nào tác dụng. Thí thần, Tà Vũ cùng Hiên Viên Trảm Tiên ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, ai cũng không biết tiếp xuống làm thế nào. Có vẻ như tập sát thánh tôn cảnh sự tình, cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy thuận lợi. Lúc này, thí thần đột nhiên lấy ra truyền tống ngọc phù, thôi động thời khắc, bên trong truyền đến Tiêu Phàm thanh âm, các ngươi mau trốn, không cần phải để ý đến chúng ta, hậu phương còn có đại lượng thánh đế cảnh dị ma đánh tới. Tiêu Phàm nói ra lời này lúc, rõ ràng là 10 điểm sốt ruột, cho nên không có chờ bọn họ đáp lời. Đi mau, Tử Thiên Y, mau dẫn đường. Thí thần quyết định thật nhanh, hắn biết rõ, Tiêu Phàm nói như vậy, hơn phân nửa là gặp phiền toái, bọn họ nếu như còn lưu lại nơi này, tiếp xuống vô cùng có khả năng bị đại lượng dị ma vây giết. Tốt, Tử Thiên Y cũng không dám do dự, thi triển thần soán chi thuật liền bắt đầu đào vong lên. Mà lúc này, xa ở bên ngoài mấy vạn dặm hư không, Cửu U Ma Toan mang theo Tiêu Phàm cực tốc chạy trốn, hậu phương Phong Ma Tôn theo đuổi không bỏ. Ma Toan! Ta để thí thần bọn họ trốn được, hiện tại chúng ta trở về trận pháp vị trí, đến lúc đó ta tận lực toàn lực thôi động trận pháp, người mượn cơ hội trọng thương Phong Ma Tôn. Tiêu Phàm cho Cửu U Ma Toan truyền âm nói. Tốt, Cửu U Ma Toan cũng nghiêm túc, việc đã đến nước này, hai người đều chỉ có thể liều mạng. Dứt lời, thí thần bỗng thay đổi phương hướng, hướng về trước đó bố trí trận pháp vị trí kích xạ đi. Đứng lại cho ta. Hậu phương Phong Ma Tôn dùng ma quật ngôn ngữ gầm thét, có thể Tiêu Phàm bọn họ lại làm sao có thể thật dừng lại đây. Đối mặt thánh tôn cảnh cường giả, còn không toàn lực chạy trốn, vậy căn bản chính là đồ đần. Không thể không nói, Cửu U Ma Toan cảnh giới rơi xuống, nhưng chạy trối chết thủ đoạn vẫn là bất phàm, một mực treo Phong Ma Tôn, cùng hắn cách xa nhau khoảng cách nhất định. Tiêu Phàm ngồi ở Cửu U Ma Toan phía sau, quay đầu nhìn lấy Phong Ma Tôn. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng cười lạnh, trong lòng lạnh giọng nói, Phong Ma Tôn, thật sự cho rằng ta giết ngươi, cần thí thần cùng Tà Vũ bọn họ giúp một tay sao? Nói ra lời này thời khắc, Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu đều là vẻ tự tin. Người khác cho là hắn dám khiêu khích thánh tôn cảnh Lâm Nho, là bởi vì Tà Vũ, hoặc là Cửu U Ma Toan, có thể không người nào biết, Tiêu Phàm lớn nhất át chủ bài, lại là phân thân thái cổ. Tiêu Phàm linh hồn chi thể dung nhập phân thân thái cổ bên trong, vậy cũng là chân chính thánh tôn cảnh,
không nói quét ngang cùng giai, chí ít không phải phong ma tôn có thể giết chết. Tiểu tử, người có không có cảm thấy, sự tình không hề tưởng tượng thuận lợi. Lúc này, cửu U Ma Toan đột nhiên cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm mặt lộ vẻ do dự, cửu U Ma Toan tiếp tục nói, Tử Thiên Y nói chúng ta sẽ rất thuận lợi, có thể cho đến bây giờ, chúng ta thế nhưng là biến đổi bất ngờ a. Thật đúng là dạng này. Tiêu Phàm tay phải nâng cằm lên, thấp giọng trầm ngâm nói, chẳng lẽ là thiên khí chi nhân tạo nên tác dụng. Tiêu Phàm nghe vậy, trước tiên nghĩ tới chính là Tử Thiên Y, thiên khí chi nhân, tự nhiên là bị thượng thiên vứt bỏ, hắn đã mất đi huyền văn âm dương ấn, có vẻ như thần soán chi thuật cũng không như vậy hiển linh. Tuy nói Tiêu Phàm bình thường cũng rất xúi quẩy, thế gian đều là địch, nhưng thiên đố chi nhân cùng thiên khí chi nhân so sánh, trên đại thể còn là không giống nhau. Tất cả những thứ này biến cố, cùng hắn thiên đố chi nhân có một ít quan hệ, nhưng Tiêu Phàm cảm thấy, càng lớn quan hệ vẫn là Tử Thiên Y cái này thiên khí chi nhân. Thiên khí chi nhân ở suối quẩy phương diện, so thiên đố chi nhân đều muốn khủng bố. Cửu U Ma Toan đột nhiên bổ sung một câu. Tiêu Phàm nghe vậy, khóe miệng có chút co lại, hắn nguyên bản cho là mình cái này thiên đố chi nhân, hẳn là so Tử Thiên Y càng thêm suối quẩy mới đúng, cho nên hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem Tử Thiên Y đưa vào thiên hoang. Bởi vì coi như suối quẩy, đó cũng là hắn Tiêu Phàm nguyên nhân, cùng người khác không quan hệ. Nhưng hiện tại, cửu U Ma Toan nói cho hắn, thiên khí chi nhân xui xẻo thời điểm, so thiên đố chi nhân còn kinh khủng hơn, cái này khiến hắn trong lòng có chút run rẩy. Yên tâm, ta để Tử Thiên Y bọn họ chạy thoát, chỉ ít bọn họ trong thời gian ngắn, là không thể nào có chuyện. Tiêu Phàm trầm giọng nói, vô luận là không phải là bởi vì Tử Thiên Y nguyên nhân. Lần này sự tình cũng không hề tưởng tượng thuận lợi, nhưng loại này huyền nhi hữu huyền sự tình, Tiêu Phàm cũng không tiện làm sao trách cứ Tử Thiên Y. Dù sao, đó cũng không phải chứng cớ chân thật, mặc dù hắn hành động lần này xác thực cũng không thuận lợi. Mắt thấy hậu phương phong ma tôn càng ngày càng gần, Tiêu Phàm trong mắt lộ ra ngoan sắc, từ cửu U Ma Toan trên lưng nhảy xuống tới, tốc độ lần nữa tăng tốc, cái này đã là cơ hồ hắn tốc độ cực hạn. Nghịch Long đăng thiên bộ để hắn tốc độ tăng lên 8 lần, nhưng bán bộ thánh tôn cảnh cùng hạ phẩm thánh tôn cảnh ở giữa chênh lệch, cũng đạt tới gấp 10. Cũng chính là Tiêu Phàm tốc độ tại đồng bậc bên trong xem như tương đối nhanh, cái này mới miễn cưỡng không thể so phong ma tôn tốc độ chậm, chỉ ít so cửu U Ma Toan tốc độ nhanh hơn mấy phần. Cửu U Ma Toan nhìn thấy Tiêu Phàm tốc độ, sớm đã trợn mắt hốc mồm. Khi hắn lấy lại tinh thần về sau, trong lòng không khỏi giận mắng không thôi, Tiêu Phàm ra hỏa này, vừa mới vậy mà nhường hắn mang theo chạy trốn, người nhà có tốc độ như vậy, còn cần ra vẻ đáng thương. Tiêu Phàm cũng không có quan tâm cửu U Ma Toan ý nghĩ, hắn ném một vòng lớn, cuối cùng lần nữa chạy về phía bố trí trận pháp vị trí. Thí thần bọn họ thôi động qua trận pháp, dẫn đến trận pháp hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hư hao, thí thần cùng tà vũ bọn họ muốn trong thời gian ngắn thôi động, hiển nhiên là không thể nào. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Tiêu Phàm cũng làm không được, dù sao trận pháp này liền là chính hắn bố trí. Về phần có thể hay không chém giết phong ma tôn, Tiêu Phàm trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Nhưng hiện tại tình huống này, không giết phong ma tôn mà nói, đối phương cũng chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Đến lúc đó hậu phương thánh đế cảnh cùng bán bộ thánh tôn cảnh dị ma chạy đến, hắn liền càng thêm phiền phức. Muốn giết phong ma tôn, cũng chỉ có thể thừa dịp những cái kia thánh đế cảnh dị ma chạy tới khoảng cách kỳ, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nhìn thấy bốn phía sông núi không ngừng lùi lại, Tiêu Phàm thỉnh thoảng nhìn về phía hậu phương, trong lòng không ngừng nói thầm, nhanh, nhanh. Tiêu Phàm tay phải lặng lẽ kết một cái thủ ấn, mắt thấy khoảng cách trận pháp vị trí càng ngày càng gần, trong lòng của hắn cũng càng ngày càng khẩn trương lên. Cơ hội chỉ có một lần, nếu như không thành công, vậy hắn chỉ có thể quyết đoán trốn về thái cổ thần giới đại bản doanh, thần ma thành. 3, 2, làm niệm đến hai thời điểm, Tiêu Phàm bản thân bỗng nhiên từ trận pháp trên không lướt qua. Hắn không có đọc lên cái cuối cùng con số, mà là trong lòng quát nhẹ, ngay tại lúc này. Ong ong, Tiêu Phàm không chút do dự đánh ra một đạo thủ ấn, hồn hỏa tỏa không trận dưới sự thôi thúc của hắn, lần nữa trán phóng hào quang chói sáng. Lúc trước hắn bảy trận dùng nguyên tinh bỗng nhiên vỡ nát mà ra, hóa thành cuồn cuộn nguyên lực ngưng tụ trận pháp lực lượng. Loại này thôi động trận pháp phương thức,
cơ hồ là một lần là xong, chỉ có thể cho hắn tranh thủ hai đến thời gian ba hơi thở. Một khi hai cái này đến thời gian ba hơi thở bên trong, hắn giết không chết Phong Ma Tôn, cái kia chỉ có hai loại kết quả, một loại là bọn họ bị giết, một loại chính là toàn lực đào vong. Tiêu Phàm tạm thời không có tâm tư suy nghĩ bản thân lại là cái đó một loại khả năng, hắn chỉ muốn giết chết Phong Ma Tôn. Phong Ma Tôn nhìn thấy vô số hào quang từ cổ lâm bốn phía phóng lên tận trời, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn, tự nhiên biết mình bị mai phục. Hắn trước tiên nghĩ tới là lui lại, lóe ra trận pháp quang mang. Nhưng Tiêu Phàm bóp chuẩn thời gian thôi động trận pháp, lại có thể nhường hắn chạy trốn. Phong Ma Tôn vừa mới thối lui đến trận pháp giáp danh, trận pháp màn sáng liền đã ngưng tụ thành hình, bộc phát ra một cỗ cường hoành lực lượng, đem Phong Ma Tôn đánh bay trở về. Cùng lúc đó, hư không lăng không nhiều hơn một loại lực lượng quỷ dị, trói buộc hắn tứ chi, còn có một loại bá đạo hỏa diễm lực lượng, vậy mà từ trong cơ thể hắn thiêu đốt mà lên, ở nung khô hắn linh hồn. Một sát na này, Phong Ma Tôn nội tâm dâng lên một cỗ ý sợ hãi. Trốn, chữ này, Phong Ma Tôn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện ở trong đầu của hắn, chỉ ít ở nơi này thần ma táng thổ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng sẽ có trốn chạy một ngày. Nhưng là bây giờ, hắn cảm giác vô hình, mình nếu là không trốn, chờ đợi hắn đúng là tử vong. Đáng tiếc, dù cho lấy hắn lực lượng, giờ phút này cũng không thể động đậy mảy may. Không sai biệt lắm thời gian một hơi thở, cỗ này trói buộc chi lực liền đạt tới được đỉnh phong, chiếu khuynh hướng như thế, tối đa cũng liền hai cái thời gian hô hấp, là hắn có thể đủ mở ra cỗ này trói buộc chi lực. Nghĩ vậy, Phong Ma Tôn trong lòng âm thầm cắn răng. Bản thân chỉ cần gắng gượng qua hai cái này thời gian hô hấp, chính là Tiêu Phàm tử khí. Chạm, cũng đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, chẳng biết lúc nào, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở Phong Ma Tôn trước người, trong tay hắn cầm trở nên lớn tu la kiếm, một kiếm hung hăng chém xuống, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Phong Ma Tôn trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, càng nhiều hơn chính là không thể tin. Hắn nhớ rõ ràng. Tiểu tử này chỉ là thánh đế cảnh trung kỳ tu vi a, làm sao giờ phút này tán phát khí tức, lại đạt đến thánh tôn cảnh đây. Phong Ma Tôn làm sao biết, thời khắc này Tiêu Phàm, cũng không phải là bản thể của hắn, mà là thái cổ phân thân. Hắn thánh tôn cảnh linh hồn, khống chế phân thân thái cổ, thực lực cũng không yếu hơn chân chính hạ phẩm thánh tôn công kích. Một kích này, thế nhưng là Tiêu Phàm một kích toàn lực, cơ hồ hút hết hắn toàn bộ nguyên lực. Nếu như không thể giết chết Phong Ma Tôn, cái kia nguy hiểm chính là hắn. Phốc suy một tiếng giòn vang, Phong Ma Tôn mặc dù nhục thân cường hoành, nhưng quả thực là cho tu la kiếm một phân thành hai, máu đen bạo xái hư không, hai cái kia nửa nhục thân tức thì bị vô tận kiếm khí xoắn nát. Tiêu Phàm thấy thế, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, hồn hỏa tỏa không trận hiệu quả chỉ có hai cái thời gian hô hấp, mặc kệ Phong Ma Tôn sống hay chết, hắn đều phải rời. Một bên lui lại, một bên nhanh chóng khôi phục nguyên lực, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hậu phương, hắn muốn nhìn một chút, Phong Ma Tôn phải chăng thật đã chết rồi. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân run lên, bỗng nhiên ngừng thân hình, chậm rãi quay đầu hướng về phía trước nhìn tới. Gần như đồng thời, phía trước truyền đến một đạo cực kỳ hư nhược thanh âm, nguy hiểm. Nguy hiểm, hai chữ thanh âm không lớn, nhưng giống như hồng trung đại lữ đồng dạng. Vang vọng Tiêu Phàm bên tai, Tiêu Phàm bản năng hướng phía sau thối lui. Ở hắn ánh mắt, một đạo hắc ảnh chậm rãi từ hư không bên trong hiển lộ mà ra, ngưng tụ thành một bóng người, trừ bỏ Phong Ma Tôn, còn có thể là ai đây? Tiêu Phàm con người bỗng nhiên co rút lại, hắn làm sao cũng nghĩ không rõ lắm, Phong Ma Tôn lúc nào đến trước mặt hắn. Tất nhiên Phong Ma Tôn còn sống, vậy vừa nãy bị giết chết cái kia, là ai đây? Phong Ma Tôn cũng không có truy sát Tiêu Phàm, một đôi con người đen nhánh, hiện ra hàn quang lạnh lẽo, kém một chút, bản tôn sẽ chết ở một cái thánh đế cảnh tiểu tử trong tay. Một bên nói, hắn một bên hướng về Tiêu Phàm đi đến, đáng tiếc, liền một chút như vậy, là tử kỳ của ngươi. Giống Phong Ma Tôn thoại âm chưa rơi, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng vang lên, hư không bỗng lăng không sinh ra một cỗ hấp lực, Phong Ma Tôn thân hình bỗng bị một cỗ đại lực xé rách mà ra, một phân thành hai. Tiểu tử, giết chết hắn, hắn nhục thể đã hủy, đang trang bức đây. Cửu U Ma Toàn từ trong cổ lâm chui ra, cười lạnh nói nhìn xem Phong Ma Tôn.
chỉ thấy hắn há miệng hút vào, phòng ma tôn bị chia ra lực lượng linh hồn, trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng. Phong ma tôn thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn ánh mắt chỉ nghĩ đến Tiêu Phàm, lại là quên cửu U Ma Toan. Vừa mới Tiêu Phàm xuất thủ thời khắc, cửu U Ma Toan liền tiềm nhập cổ lâm, nếu như Tiêu Phàm giết Phong ma tôn thì cũng thôi đi, nếu như Phong ma tôn không chết, hắn liền được làm tốt tùy thời tập kích Phong ma tôn chuẩn bị. Như hắn sở liệu, Phong ma tôn thật không chết, bất quá cũng chỉ là còn lại một bộ linh hồn chi thể. Hắn cửu U Ma Toan có lẽ cái khác năng lực không được, nhưng nhằm vào linh hồn, trên đời này thật đúng là không có mấy cái thiên phú so sánh được với hắn. Một cái đánh lén phía dưới, Phong Ma Tôn lực lượng linh hồn bị hắn thôn vệ gần nửa. Tiêu Phàm nghe vậy, cũng lấy lại tinh thần đến, nhanh chóng xông tới. Hạ phẩm thánh tôn sức mạnh thân thể, hắn tuyệt đối không phải đối thủ, dù sao, hắn điều khiển lấy phân thân thái cổ, cũng chỉ có thể thi triển ra một hai đạo công kích. Hơn nữa cực kỳ tiêu hao nguyên lực cùng linh hồn chi lực. Nhưng đối mặt hạ phẩm thánh tôn cảnh linh hồn, Tiêu Phàm lại không sợ hãi, bởi vì hắn linh hồn lực lượng, cũng là hạ phẩm thánh tôn cảnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thu hồi thái cổ phân thân, bản tôn lại hiện ra. Trường trung thời không, có cửu U Ma Toan áp chế Phong Ma Tôn linh hồn, Tiêu Phàm xuất thủ không lưu tình chút nào, một cái trắng đen xen kẽ vòng xoáy trong nháy mắt đem Phong Ma Tôn nuốt vào. Trường trung thời không bên trong 3.000 thế giới lực lượng, thời không chi lực, điên cuồng rảo sát lấy Phong Ma Tôn linh hồn. Chỉ một lát sau về sau, Phong Ma Tôn lực lượng linh hồn liền biến mất mà ra, vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm để cửu U Ma Toan đem cái kia tiêu tán lực lượng linh hồn toàn bộ cắn nuốt không còn một mảnh. Đường đường thánh tôn cảnh dị ma, cuối cùng lại bị hai cái thánh đế cảnh tu sĩ tiêu diệt. Giờ phút này Tiêu Phàm sắc mặt hơi trắng bệch. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa chém giết thánh tôn cảnh cường giả. Chém giết hạ phẩm thánh tôn cảnh Phong Ma Tôn, hắn cũng không dễ dàng, cơ hồ dùng hết đại bộ phận lực lượng. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng còn có một số chuẩn bị ở sau không có sử dụng, tỉ như chấn thế đồng quan, tỉ như thời không thiên châu, nhưng lập tức liền Tiêu Phàm thôi động những cái này chí bảo, đoán chừng cũng chỉ có thể làm đến như bây giờ kết quả. Tiêu Phàm chật vật di chuyển bước chân, đi đến trước đó chém giết Phong Ma Tôn thân thể địa phương, lấy tay vung lên, một mai hắc sắc mệnh ma thạch rơi trong tay hắn. Cùng thánh đế cảnh mệnh ma thạch so sánh, thánh tôn cảnh mệnh ma thạch, bên trong quang mang càng thêm sáng lạn, hợp thành một đạo tinh dây. Tiểu tử, đi mau, nơi này động tĩnh lớn như vậy, Phong Ma Thành dị ma nhất định sẽ đuổi theo tới. Cửu U Ma Toan hét lớn. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn đã khôi phục từng tia nguyên lực, nhưng nếu là gặp gỡ bán bộ thánh tôn cảnh, vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ ở chỗ này, vừa dứt lời, một đạo ma quật ngữ vang lên, sau đó lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bay vụt mà tới, đem Tiêu Phàm bọn họ vây ở trung ương. Có chút dị ma vừa mới bắt gặp Tiêu Phàm trong tay mệnh ma thạch, dọa đến sắc mặt khó coi hết sức, bất quá cũng có một chút trong mắt hiện ra vẻ hung ác, hận không thể lập tức xông lên. Đem trong tay hắn mệnh ma thạch đoạt lấy đi. Miệng quả đen, Tiêu Phàm thu hồi mệnh ma thạch, bĩu môi trừng cửu U Ma Toan một cái. Gia hỏa này, lời còn chưa rơi, liền có nhiều người như vậy xông lên, hiện tại muốn trốn, đoán chừng cũng khó khăn, phải biết, bên trong thế nhưng là có bốn cái bán bộ thánh tôn cảnh cường giả. Tiểu tử, ta chỉ có thể đối phó ba cái bán bộ thánh tôn cảnh, nhiều hơn một cái kia, ngươi tự xem xử lý. Cửu U Ma Toan tiến lên, ánh mắt lại là khóa chặt ba cái bán bộ thánh tôn cảnh. Ta hẳn là cũng miễn cưỡng có thể đủ ứng phó một cái, có thể những cái kia thánh đế cảnh đỉnh phong đây. Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn vận chuyển vô tận chiến điển, khôi phục nhanh chóng lấy nguyên lực, thể nội ba cái nguyên tuyền, càng là điên cuồng chuyển động, bốn phía nhấc lên một trận nguyên khí phong bạo. Giết bọn hắn, ôm liễu khuyết thân thể cái kia bán bộ thánh tôn cảnh giận dữ mắng mỏ một tiếng. Phất phất tay cánh tay. Giết, những người khác nghe vậy, bạo hống một tiếng, không chút do dự vọt lên. Bọn họ biết rõ Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan giết Phong Ma Tôn, nhưng bọn hắn vẫn không có nửa điểm sợ hãi, bởi vì bọn hắn cũng đồng dạng có thể nhìn ra, Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan trạng thái không phải đặc biệt tốt. Hiển nhiên, hai người này tại giết chết Phong Ma Tôn quá trình bên trong, cũng thụ thương không nhẹ.
hiện tại chính là giết bọn hắn thời cơ tốt nhất, một khi bỏ qua, về sau liền không có. Mà toàn, bọn họ làm sao điên cuồng như vậy? Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt hết sức ngưng trọng. Mình và cửu U Ma Toan liền thánh tôn cảnh phong ma tôn đều có thể giết chết, làm sao những cái này thánh đế cảnh dị ma ngược lại điên cuồng như vậy đây, chẳng lẽ bọn họ đều không sợ chết? Bọn họ lấy được phong ma tôn mệnh ma thạch, có thể đột phá thánh tôn cảnh, liền cùng thái cổ thần giới sinh linh luyện hóa thần cách cùng mệnh thạch một dạng. Cửu U Ma Toan hồi đáp. Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, chẳng lẽ những cái này dị ma điên cuồng như vậy, nguyên lai là muốn đoạt về phong ma tôn mệnh ma thạch a? Chúng ta không phải bọn họ đối thủ, vừa chiến vừa lui. Cửu U Ma Toan quát khẽ, bọn họ muốn sống sót, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là lao ra khỏi vòng vây. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn không chút do dự lấy ra phân thân thái cổ, hắn mặc dù có thể cùng bán bộ thánh tôn cảnh chiến đấu, bằng vào tự nhiên không phải bản tôn, mà là thái cổ phân thân. Ma Toan, mấy cái kia bán bộ thánh tôn cảnh vậy mà chỉ có ba cái động thủ. Người nghĩ biện pháp ngăn chặn ba cái kia, ta trước hết giết mặt khác dị ma lại nói. Tiêu Phàm truyền âm nói. Trạng thái của hắn bây giờ không phải đặc biệt tốt, nhất định phải nhanh khôi phục nguyên lực cùng linh hồn chi lực, đối chiến thánh đế cảnh đỉnh phong, hắn mới có cơ hội một bên chiến đấu, một bên khôi phục. Cửu U Ma Toan trợn trắng mắt, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại. Nếu là thí thần cùng tà vũ bọn họ ở liền tốt, chúng ta cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều. Tiêu Phàm một kiếm đẩy lui một cái thánh đế cảnh hậu kỳ dị ma, thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Phàm linh hồn chi thể thao túng phân thân thái cổ, chiến lực cực kỳ cường đại, có thể đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn. Nguyên bản hắn còn nghĩ một bên chém giết dị ma, một bên khôi phục nguyên lực đây. Nhưng chiến đấu thời gian uống cạn nửa chén trà, trong cơ thể hắn nguyên lực vậy mà đang không ngừng giảm bớt, vốn là tiêu hao nghiêm trọng hắn, hiện tại nhanh đã đến nguyên lực khô héo cấp độ. Dù sao, phân thân thái cổ không chỉ cần có nguyên tinh thôi động, cũng đồng dạng tiêu hao hắn nguyên lực. Điểm này cùng với những cái khác thông thường thần điêu khác biệt, nếu là bình thường thần điêu, căn bản đều không cần hắn linh hồn chi thể điều khiển, liền có thể tự động giết địch. Nói đến cùng, hay là của ta thần điêu chi thuật tạo nghệ quá thấp, không cách nào hoàn toàn khống chế thái cổ hỗn độn thạch điêu khác thần điêu, hiện tại không thể dùng phân thân thái cổ. Tiêu Phàm sầm mặt lại. Vừa dứt lời, thân hình hắn biến đổi, trong nháy mắt thu hồi phân thân thái cổ, trở về nhục thân bên trong. Chỉ một thoáng, trên người hắn tán phát khí tức yếu rất nhiều, một đám dị ma bỗng nhiên bao vây mà lên. Tiểu tử, mau trốn, những cái này dị ma càng ngày càng nhiều, chúng ta không chịu nổi. Cửu U Ma Toan kêu to. Trốn, các ngươi chạy đi đâu? Ai ngờ, ngăn cản hắn trong đó một cái dị ma khinh thường quát lớn. Tiêu Phàm cùng cửu U Ma Toan nghe nói như thế, hơi sững sờ. Bọn họ nói thế nhưng là thái cổ thần giới ngôn ngữ a, cái này dị ma vậy mà cũng biết nói. Đi, Tiêu Phàm biết rõ, hai người mình một lần này sợ là phiền toái, chỉ có thể toàn lực phá vây ra ngoài. Nhưng những cái kia dị ma lại làm sao biết để bọn hắn rời đi đây, ba tầng trong, ba tầng ngoài, đem bọn hắn vây chật như nêm cối, căn bản không có khả năng chạy mất. Tiêu Phàm vừa mới lao ra khỏi vòng vây, liền bị mấy cái thánh đế cảnh đỉnh phong dị ma ngăn tại bên trong, nếu như không phải cửu U Ma Toan kịp thời xuất thủ cứu giúp, Tiêu Phàm đoán chừng bất tử tức tàn. Làm sao bây giờ, cửu U Ma Toan cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ, những năm gần đây, hắn còn là lần đầu tiên lâm vào dạng này nguy cơ. Dù cho ở cửu U địa ngục, hắn cũng coi là thành thạo. Trước đó hắn nghe nói dị ma đáng sợ đến cỡ nào, còn không thể nào tin được, nhưng là bây giờ, hắn tin rồi. Mặc dù hắn liều mạng giết chết phong ma tôn, có thể phong ma thành những cái này dị ma cũng không phải ăn chay, thậm chí so phong ma tôn còn muốn đáng sợ rất nhiều. Ta đã thông chi thí thần cùng tà vũ bọn họ, hy vọng bọn họ có thể đuổi kịp đến. Tiêu Phàm trầm giọng nói, vừa mới vì cho thí thần bọn họ truyền âm, hắn bị một cái thánh đế cảnh dị ma đánh bay. Nổ tung một nửa thân thể. Cũng chính là hắn nhục thể tương đối cường hãn, nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng linh hồn đều bị oanh bạo. Cũng may để Tiêu Phàm may mắn là, hắn vẫn là đem truyền tin ra ngoài, về phần thí thần cùng tà vũ bọn họ có thể chạy tới hay không, vậy thì không phải là hắn có thể quyết định. Đương nhiên, thật đến nguy hiểm trước mắt,
Tiêu Phàm cũng còn có thể miễn cưỡng thôi động phân thân thái cổ lực lượng giết ra một đường máu. Chỉ là hiện tại hắn linh hồn lực lượng suy yếu, hơn nữa nguyên lực cơ hồ khô kiệt, nghĩ thôi động phân thân thái cổ đều rất không có khả năng. Hắn cần thời gian, chậm rãi khôi phục nguyên lực. Có được ba cái nguyên tuyển hắn, không bao lâu liền có thể khôi phục hơn phân nửa nguyên lực. Đáng tiếc, những cái này dị ma sợ là sẽ không cho hắn thời gian. Tiểu tử, lúc này ngươi còn nghĩ dựa vào bọn họ. Cửu U Ma Toàn hét giận dữ, dựa vào người không bằng dựa vào mình, chúng ta giết ra ngoài. Ta cũng muốn a, có thể tình huống hiện tại ngươi cũng biết. Tiêu Phàm đau thương cười một tiếng. Oanh một tiếng, hắn thân thể bị một cái dị ma đánh trúng, trong miệng không ngừng ho ra máu, sắc mặt lại trắng bạch mấy phần. Cũng may hắn có thí thần đưa cho hắn nội giáp, bằng không mà nói, cho dù dựa vào hắn mạnh mẽ nhục thân, cũng không khả năng kiên trì đến bây giờ. Tiêu Phàm đã không biết mình bao nhiêu năm không có bị địch nhân như vậy đánh qua, cái này khiến hắn dường như lại trở về nhỏ yếu thời kỳ. Ta có thể một kích toàn lực, giết chết ba cái này bán bộ thánh tôn cảnh, người mang theo ta đào tẩu. Cửu U Ma Toan trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Tiêu Phàm biểu tình kinh dị nhìn xem Cửu U Ma Toan, cái gì cường đại công kích, vậy mà lại nhường hắn sau một kích liền bất lực phản kháng. Phải biết, Cửu U Ma Toan hiện tại tốt xấu cũng vẫn là bán bộ thánh tôn cảnh a, hắn tất nhiên tự tin như vậy, vậy cái này một đòn, tuyệt đối có đánh giết hạ phẩm thánh tôn uy năng a. Tốt, Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn mặc dù cũng làm tốt rồi tùy thời thôi động thời không thiên châu dự định, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là bản thân chạy trốn đáng tin cậy một chút. Dù sao, hắn thời khắc này trạng thái, nếu lần nữa thôi động thời không thiên châu, đoán chừng không chết cũng sẽ phế bỏ. Nếu như Cửu U Ma Toan biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, nhất định sẽ buồn bực thổ huyết, bởi vì hắn công kích, cũng đồng dạng là giết địch 1000, tổn hại 800. Giết, đối diện, ba cái bán bộ thánh tôn cảnh dị ma dùng dị ma ngữ nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng hướng về Cửu U Ma Toan nhào tới. Cửu U Ma Toan trong mắt phát lạnh, bất quá hắn thân thể lại đứng ở cái kia không nhúc nhích. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, ngươi nha, có đáng tin cậy hay không a? Ngươi muốn là không giết chết ba người bọn hắn, ngược lại đem mình cho làm tàn, cũng đừng nói ta không cứu ngươi, ta cũng không phải mấy cái bán bộ thánh tôn cảnh đối thủ. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Phàm cũng không khả năng từ bỏ Cửu U Ma Toan. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, sau một khắc, Cửu U Ma Toan khí tức trên thân biến, chỉ thấy quanh người hắn hắc vụ mãnh liệt, cỗ kia xâm nhiên khí tức để Tiêu Phàm cảm giác có chút run lên. Tiêu Phàm không thấy là, Cửu U Ma Toan con người đột nhiên biến thành màu đen kịt, không có con người cùng tròng trắng mắt phân chia, hoàn toàn đen như mực. Luân hồi chi mâu, mở, Cửu U Ma Toan quát lạnh một tiếng, hai bó ô quang bỗng nhiên bắn ra, giống như cực quang. Trong nháy mắt xuyên thủng một cái bán bộ thánh tôn cảnh một vòng mi tâm. Cái kia bán bộ thánh tôn cảnh dị ma đột nhiên hướng xuống đất chồng rơi đi, đồng thời, dị ma trên người lại không bất luận cái gì sinh mệnh đặc thù, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Một màn này, dọa sợ không ít dị ma. Ngay cả Tiêu Phàm cũng trợn to hai mắt, hắn không nghĩ tới Cửu U Ma Toan vẫn còn có bậc này tất sát chi thuật. Nhưng mà, Cửu U Ma Toan lại không có ngừng lại. Hắn ánh mắt nhanh chóng nhất chuyển, phàm là bị quét trúng dị ma, tất cả đều bị ô quang kia giết. Chủ yếu nhất là, mặt ngoài căn bản không có bất kỳ vết thương nào, nhưng lại quỷ dị chết. Công kích linh hồn, Tiêu Phàm hiểu thông suốt tới, bậc này công kích linh hồn, tuyệt đối không kém gì trung phẩm thánh tôn, thậm chí thượng phẩm thánh tôn. Chí ít, hạ phẩm thánh tôn chưa chắc có thể miểu sát bán bộ thánh tôn cảnh linh hồn. Ngay sau đó, cái thứ hai dị ma bị Cửu U Ma Toan quét trúng, bất quá khí tức trên thân của hắn cũng suy yếu không ít. Tiểu tử, mau trốn. Cửu U Ma Toan kêu to cho Tiêu Phàm truyền âm nói, đồng thời hắn trong mắt lại là quét về phía cái thứ ba bán bộ thánh tôn cảnh dị ma. Cái kia dị ma dọa đến vội vàng lui lại, nhưng là bị ô quang quẹt vào, cả người phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó bay ngược mà ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở Cửu U Ma Toan bên người. Vội vàng thời khắc, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, đem những cái kia chết đi dị ma thi thể, tất cả đều thu vào trong càn khôn giới, sau đó không muốn sống tựa như hóa thành một vệt sáng, bắn về phía chân trời.
hư không lâm vào ngắn ngủi yên lặng, cửu U Ma Toàn đồng thuật luân hồi chi mâu, trong chớp mắt liền xử lý hai cái bán bộ thánh tôn cảnh dị ma, cũng bị thương nặng cái thứ ba bán bộ thánh tôn cảnh. Về phần thánh đế cảnh đỉnh phong trở xuống dị ma, chí ít cũng giết 10-20 người, những thi thể này tất cả đều bị Tiêu Phàm mang đi. Thẳng đến Tiêu Phàm chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, mặt khác dị ma mới hồi phục tinh thần lại. Cái kia che chở Liễu Khuyết bán bộ thánh tôn cảnh dị ma giận tím mặt, ngửa mặt lên trời gào thét nói, đuổi theo cho ta. Hô hô, mấy chục gần trăm cái dị ma giống như mưa rơi bắn ra, cửu U Ma Toan giết bọn hắn không ít người, nhưng đã mất đi sức chiến đấu. Tiêu Phàm vốn liền bản thân bị trọng thương, tuyệt không có khả năng là bọn hắn đối thủ. Hai cái thánh đế cảnh tu sĩ, không chỉ có giết chết bọn họ thành chủ Phong Ma Tôn, hơn nữa còn giết hai cái bán bộ thánh tôn cảnh cùng 10-20 cái thánh đế cảnh, cái này đối với bọn hắn, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Nếu như còn để Tiêu Phàm bọn họ chạy trốn, vậy bọn hắn thật quá phế. Nha, chết, lại nói trốn chạy Tiêu Phàm, nhìn xem dưới nách đã cơ hồ mềm thành một bãi bùn nhão cửu U Ma Toan nhỏ giọng thì thầm. Không chết cũng không xê xích gì nhiều. Cửu U Ma Toan muốn mắng cũng bị mất khí lực, đều do cái kia cửu U lão quỷ, nếu như không phải hắn phong cấm ta lực lượng, giết mấy cái thánh đế cảnh con tôm nhỏ, chỉ bất quá thổi khẩu khí sự tình mà thôi. Không khoác lác sẽ chết sao? Tiêu Phàm xem thường. Nha, lúc trước nếu như không phải cửu U Ma Toan phong cấm ngươi thực lực, chết thế nhưng là lão tử, chỗ nào còn sẽ có bây giờ sự tình phát sinh? Bất quá, nghĩ đến cửu U Ma Toan kinh khủng đồng thuật. Tiêu Phàm cũng hãi hùng khiếp vía, may mắn cửu U Ma Toan lúc trước không có đối với mình thi triển. Ngươi còn không mau một chút, chờ chút chúng ta liền chết thật. Cửu U Ma Toan mắng. Vừa rồi hắn để Tiêu Phàm chạy trốn, tiểu tử này ngược lại tốt, lại còn nghĩ đến kiếm tiện nghi, đem những cái kia dị ma thi thể cũng mang lên. Nếu như không phải hắn một đòn cường sát hai cái bán bộ thánh tôn cảnh, triệt để trấn trụ những cái kia dị ma, hiện tại cũng phải chết phỉnh lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn hậu phương một cái, lại là phát hiện hai đạo bóng người không ngừng tới gần, chính là còn dư lại hai cái bán bộ thánh tôn cảnh cường giả, một người trong đó còn mang theo Liễu Khuyết thi thể. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, Tiêu Phàm thầm mắng. Đều giết các ngươi một cái thánh tôn cảnh cùng hai cái bán bộ thánh tôn cảnh cường giả, thậm chí vẫn không biết cái gì gọi là sợ hãi. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, những cái này dị ma. Hoàn toàn không có thái cổ thần giới sinh linh như vậy tham sống sợ chết. Loại tình huống này hắn trước kia cũng trải qua một chút, nếu như thái cổ thần giới sinh linh, hơn phân nửa là không thể nào lập tức đuổi theo tới. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, thỉnh thoảng lấy ra một chút thiên tài địa bảo, khôi phục nguyên lực. Chỉ cần có thể vứt bỏ những người này, bọn họ coi như trốn qua một kiếp. Tiểu tử, người cái này phương hướng trốn chạy không thích hợp. Đột nhiên, suy nhược cửu U Ma Toan trầm giọng nói. Sao không đúng, Tiêu Phàm vẻ mặt không phục, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy cảnh sắc phía xa lúc, thanh âm lại là đột nhiên ngừng lại, con ngươi đều bỗng nhiên co rút lại mấy lần. Ở hắn phía trước ở ngoài mấy ngàn dặm, vậy mà xuất hiện một tòa thành trì, chỉ là cái này thành trì cũng không phải là thần ma thành, mà là dị ma thành trì. Chúng ta đây là đến Phong Ma Thành, Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Bản thân làm sao chạy đến Phong Ma Thành, đây chính là dị ma hang ổ a. Lão tử không phải chết ở dị ma trong tay, mà là chết ở tiểu tử ngươi trong tay. Cửu U Ma Toan vẻ mặt than thở, nha, tiểu tử, lão tử làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Câm miệng cho ta, Tiêu Phàm giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Hắn tròng mắt nhìn xung quanh bốn phía, khắp nơi đều là dị ma thân ảnh, muốn từ địa phương khác đào tẩu. Hiển nhiên là không thể nào. Sau một khắc, Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Ma Thành. Nha, liều, Tiêu Phàm giận mắng một tiếng, thân hình lần nữa tăng tốc, cực tốc phóng tới Phong Ma Thành. Tiểu tử, người muốn chết cũng đừng tự sát a, hại chết lão tử. Cửu U Ma Toan thấy thế, ngụm nước trực phún, trong lòng đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Ngươi nha, chẳng lẽ ngươi không biết đó là Phong Ma Thành a? Địa phương khác đều có thể trốn, người hết lần này tới lần khác muốn đi Phong Ma Thành, đây không phải tự sát lại là cái gì. Một khi bị càng nhiều dị ma bao vây, cái kia đó là một con đường chết a. Phong Ma Tôn đã chết,
còn có 4 cái bán bộ thánh tôn cảnh đuổi giết chúng ta, phía trước Nguyên Đồ cũng đã chết, hiện tại, Phong Ma Thành mới là an toàn nhất. Tiêu Phàm trong mắt tinh quang lập lòe. Cửu U Ma Toan nghe xong, ánh mắt hơi hơi sáng lên, trải qua Tiêu Phàm như vậy vừa phân tích, có vẻ như thật đúng là chuyện như thế. Mấu chốt là, Tiêu Phàm còn có thể biến thành dị ma, một khi hồn nhiên dị ma quần bên trong, những cái này dị ma muốn tìm bọn họ cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói nghĩ đến giết bọn hắn. Nhanh lên, Cửu U Ma Toan lập tức có chút hưng phấn hét lớn. Không cần Cửu U Ma Toan nhắc nhở, Tiêu Phàm đã liền bú sữa mẹ khí lực đều thi triển ra, muốn nghe nhìn lẫn lộn, nhất định phải không thể để cho mặt khác dị ma phát hiện. Hắn nhất định phải tận lực phun ra hậu phương dị ma, đưa cho chính mình tranh thủ thêm một hai cái thời gian hô hấp. Mắt thấy Phong Ma Thành càng ngày càng gần, Tiêu Phàm quang mang trong mắt càng ngày càng vang. Hắn hiện tại chỉ muốn một việc, trốn vào Phong Ma Thành, sống sót. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm lách mình xông vào Phong Ma Thành, vừa mới chuẩn bị đem Cửu U Ma Toan ném vào thể nội thế giới bên trong, một đầu ngã vào thành đi. Nhưng mà, sau một khắc, Tiêu Phàm xinh xinh ngừng lại thân hình. Tiêu huynh, đột nhiên, nơi xa một đạo kích động vang lên, ngay sau đó, tốt mấy bóng người vọt ra. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Phàm trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mấy bóng người này, không phải người khác, chính là Thí Thần, Tà Vũ, Hiên Viên Chiến Tiên cùng Tử Thiên Y, vừa mới mở miệng chính là Hiên Viên Trảm Tiên. Ngươi để cho chúng ta tới tìm ngươi. Nhưng chúng ta tìm không thấy ngươi, Thiên Y huynh tính một quẻ, chúng ta sẽ tới đây thử thời vận. Hiên Viên Trảm Tiên cười giải thích nói. Thử thời vận, Tiêu Phàm trong lòng giận mắng, đụng ngươi nha vận khí, lão tử thật vất vả tìm được cơ hội đào thoát, hiện tại các ngươi đột nhiên xuất hiện, đây không phải muốn đem lão tử dồn vào tử địa sao. Cũng liền ở cái kia trần chờ thời khắc, đuổi giết hắn những cái kia dị ma đã vọt lên, hắn coi như muốn chui vào Phong Ma Thành. Cũng nhất định sẽ bị đối phương phát hiện. Coi như hắn có thể đủ đào tẩu, có thể Thí Thần bọn họ đâu. Chẳng lẽ hắn còn có thể trơ mắt nhìn xem Thí Thần bọn họ bị dị ma vây giết chí tử sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm liền giận không kềm được, lách mình vào tới Tử Thiên Y bên người, một cước đạp ra ngoài, thấp giọng nổi giận mắng, ai bảo ngươi xem bói, ai bảo ngươi xem bói, về sau không cho phép xem bói. Tử Thiên Y bị Tiêu Phàm một cước đạp buồn bực. Mặc dù một cước kia khí lực không lớn, nhưng là nhường hắn cực kỳ thụ thương. Chúng ta là tới cứu người a, người làm sao ngược lại oán trách lên ta a? Thí Thần cùng Tà Vũ bọn họ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chẳng qua là khi bọn họ cảm nhận được một cỗ kia cỗ mạnh mẽ khí tức thời khắc, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Vẻn vẹn một hai cái thời gian hô hấp, chung quanh bọn họ, phô thiên cái địa dị ma đã bao vây bọn họ. Thí Thần mấy người quét bốn phía một cái. Nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt dị ma, không khỏi rầm rầm nuốt nước miếng một cái. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, Tiêu Phàm vì sao tức giận như thế. Nếu như không phải bọn họ xuất hiện, Tiêu Phàm một khi tiềm nhập Phong Ma Thành bên trong, có lẽ có thể trốn qua một kiếp. Nhưng hiện tại, bọn họ bị tính ra hàng trăm dị ma hướng về, đừng nói trốn, chính là di động một lần bước chân đều cảm giác có chút gian nan. Tử Thiên Y sắc mặt tái xanh hết sức. Bản thân rõ ràng tính tốt, tới nơi này chẳng những có thể gặp gỡ Tiêu Phàm, còn có thể bình yên vô sự a, làm sao sẽ lâm vào dị ma vòng vây đây? Tiêu huynh, thật xin lỗi. Tử Thiên Y cúi đầu, từ giữa hàm răng gạt ra mấy chữ. Hắn cảm thấy Tiêu Phàm vừa rồi một cước kia đá hắn đá có chút nhẹ, cái kia một quẻ, thế nhưng là để Tiêu Phàm cùng mình lâm vào nguyên lành bên trong a. Gớt, lúc này, đối diện cái kia thánh tôn cảnh dị ma cười lạnh không thôi. Ngay sau đó giơ cánh tay lên chợt quát một tiếng. Giống theo hắn ra lệnh một tiếng, mặt khác dị ma ngửa mặt lên trời gào thét, nhao nhao không muốn sống một dạng vọt lên. Ma Toan, người trước đi thể nội thế giới ở lại, mau chóng khôi phục. Tiêu Phàm để lại một câu nói liền đem Cửu U Ma Toan ném vào thể nội thế giới bên trong. Ngay sau đó hắn lại cũng không quay đầu lại hướng về đánh giết mà đến dị ma nói, Phong Ma Tôn đã bị chúng ta giết chết. Hiện tại chỉ cần giết ra ngoài, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Mấy người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ là không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, những cái kia dị ma đã phát sát đi lên. Tà Vũ, người bảo hộ Tử Thiên Y, Thí Thần, Trảm Tiên huynh, các ngươi trước che chở ta,
ta chậm một hơi. Tiêu Phàm lại nói, hắn vừa rồi chạy trốn, lại lãng phí không ít nguyên lực, đối mặt loại tình huống này, dù cho có được 3 cái nguyên tuyển hắn, cũng có vẻ hơi không đủ dùng. Tốt, mấy người nào dám do dự, Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệch cũng không giống như làm bộ, hiện tại bọn hắn tổng cộng đều chỉ có 5 người, tùy tiện một cái chết rồi, cũng là tai nạn tính. Muốn giết ra ngoài, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Thần ma huyết hải, Tà Vũ một tiếng quát như sấm, dưới chân của hắn bỗng mãnh liệt ra ngập trời huyết hải bốc lên, gào thét, khí thế hung mãnh. Huyết hải phía trên, càng là ngưng tụ ra từng đạo bóng người màu đỏ ngòm, cái kia hoàn toàn do máu tươi tạo thành, có thể tan phát huy thế, vậy mà cũng đạt tới thánh đế cảnh. Tiêu Phàm không khỏi sâu nhìn Tà Vũ một cái này thần ma huyết hải, cũng không yếu hơn trong lòng bàn tay của hắn thời không a. Lão đại, người mau chóng khôi phục, ta trước hết giết mấy cái. Thí thần không chút do dự ngăn tại Tiêu Phàm trước người, trong tay nắm lấy một chuôi ngắn nhỏ cốt đao, một đao đem đến gần 2 cái dị ma xé nát. Hắn thân hình 10 điểm khéo léo, động tác nhẹ nhàng, phàm là đến gần dị ma, tất cả đều một đòn mất mạng. Thật mạnh, Hiên Viên Trảm Tiên kinh hãi không thôi. Trong nháy mắt thất thần, Hiên Viên Trảm Tiên bị dị ma móng vuốt đánh bay, ngực càng là máu tươi cuồng phún. Đừng phân thần, không cẩn thận là sẽ chết người. Thí thần khẽ quát một tiếng, cau mày, mặc dù hắn đã đột phá đến thánh đế cảnh hậu kỳ, có thể đối mặt nhiều như vậy dị ma, trong lòng cũng có chút không chắc. Hắn thật không biết Tiêu Phàm là như thế nào sống sót, hơn nữa còn chém giết hạ phẩm thánh tôn Phong Ma Tôn. Không nên tới gần, bảo hộ ta lão đại. Thí thần cũng không quay đầu lại bổ sung một câu. Hư không lưu lại từng đạo huyễn ảnh, bất luận cái gì muốn tới gần chém giết Tiêu Phàm người, đều bị hắn giết chết, chết ở trong tay hắn thánh đế cảnh dị ma, đã không biết có bao nhiêu. Hiên Viên Trảm Tiên thần sắc hết sức ngưng trọng, đứng ở Tiêu Phàm mấy bước bên ngoài, một tấc cũng không rời. Vừa bắt đầu có thí thần cản trở, hắn căn bản đều không cần xuất thủ, có thể cũng không lâu lắm. Dị ma chúng cái kia cái kém chút bị cửu u ma toàn chém giết dị ma rốt cục nhịn không được. Dù cho thí thần thực lực đầy đủ biến thái, có thể đối mặt bán bộ thánh tôn cảnh, cũng bị kéo chặt lấy. Kể từ đó, mặt khác dị ma liền cởi ra thân đến, đánh về phía Tiêu Phàm bọn họ. Hiên Viên Trảm Tiên, người tin ta hay không? Tiêu Phàm đột nhiên chậm rãi đứng dậy, mặc dù chỉ hồi phục mấy thời gian 10 hơi thở, nhưng ở thiên tài địa bảo ra chỉ phía dưới. Hắn nguyên lực đã khôi phục 1-2 phần. Chí ít, chiến đấu vẫn là không có vấn đề, hơn nữa hắn còn có thể một bên chiến đấu, một bên bổ sung. Hiên Viên Trảm Tiên nghe được lời nói của Tiêu Phàm, mặc dù không biết là có ý gì, nhưng vẫn là trọng trọng gật đầu. Ngươi sợ chết sao? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. Không sợ, Hiên Viên Trảm Tiên thở sâu, lúc này, hắn tự nhiên không thể yếu uy phong. Không sợ sẽ tốt. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, một cước hung hăng đá vào Hiên Viên Trảm Tiên trên ngực, Hiên Viên Trảm Tiên trợn to hai mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Xa xa Tà Vũ bọn họ nhìn thấy một màn này, cũng là kinh ngạc không thôi. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Phàm vậy mà lại đối Hiên Viên Trảm Tiên xuất thủ. Phốc phốc phốc, từng tiếng giòn vang, Hiên Viên Trảm Tiên bị dị ma lợi nhận xuyên thủng lồng ngực, máu tươi vẩy ra hư không. Hắn chật vật ngẩng đầu. Tức giận nhìn về phía Tiêu Phàm nói, vì sao? Vì sao, người nghĩ biết rõ, vậy liền nỗ lực sống sót. Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc nói, trong lòng lại bổ sung một câu, bất tử thần thể, chỉ có ở bên bờ sinh tử, mới có thể không ngừng đột phá, liền nhìn ngươi có thể làm được hay không. Giết, Hiên Viên Trảm Tiên hai mắt đỏ bừng, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn giờ phút này, trong lòng tràn đầy vô tận phẫn nộ, rất muốn hỏi Tiêu Phàm. Vì sao muốn đánh lén mình? Hắn Hiên Viên Chiến Tiên có thể chết ở dị ma trong tay, nhưng quyết không thể chết ở bằng hữu của mình trong tay, ở trong mắt Hiên Viên Trảm Tiên, Tiêu Phàm đã tính là bằng hữu của hắn. Thình thịch, khí thế kinh khủng từ Hiên Viên Trảm Tiên trên người bộc phát ra, chấn khai sau lưng mấy cái dị ma, đồng thời trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi bạch sắc lợi kiếm, hướng về sau lưng quét ngang đi. Mấy cái kia dị ma, lại bị hắn một kiếm chặt đứt. Máu đen bạo sái hư không. Xa xa Tà Vũ bọn họ nhìn thấy một màn này, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, bọn họ phát hiện, Hiên Viên Trảm Tiên có vẻ như mạnh lên rất nhiều.
Rất nhanh bọn họ liền thu liếm tâm thần, hôm nay, bọn họ không phải giết những cái này dị ma, chính là bị những cái này dị ma giết chết. Tức giận Hiên Viên Trảm Tiên, giống như một tôn chiến thần, dù cho hắn bị thương rất nặng, cũng không thèm quan tâm, hắn chỉ muốn giết sạch những cái này dị ma. Hắn lửa giận trong lòng, chưa từng bởi vì nguyên một đám dị ma ngược lại ở dưới chân hắn mà biến mất, ngược lại không giảm mảy may. Oanh, chỉ chốc lát sau, Hiên Viên Trảm Tiên khí thế trên người bộc phát ra một cỗ khí thế ngút trời, trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm bọn hắn lực chú ý. Thánh đế cảnh trung kỳ, Tử Thiên Y lên tiếng kinh hô, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua, giống Hiên Viên Trảm Tiên dạng này thụ thương thảm trọng tình huống phía dưới, còn có thể đột phá. Hiên Viên Trảm Tiên, tuyệt đối là cái thứ nhất, nhưng mà một khắc sau, để Tử Thiên Y bọn họ sắc mặt đại biến là, vừa mới đột phá thánh đế cảnh trung kỳ Hiên Viên Trảm Tiên, lại bị mấy cái dị ma cho phân thây. Hỗn trướng, Tử Thiên Y gầm thét, quanh thân chán phóng vô lượng tử quang, đem mấy cái dị ma đánh bay xuất hiện, chuẩn bị hướng về Hiên Viên Trảm Tiên vị trí tới gần không nên tới gần. Nhưng mà, không đợi hắn đi qua, liền bị Tà Vũ gọi lại. Tử Thiên Y nhìn thấy Tà Vũ thở ơ, vừa định tức giận, chỉ là hơi thở tiếp theo, hắn lại giống như gặp quỷ sống đồng dạng, nhìn chằm chằm phía trước. Làm sao sẽ? Tử Thiên Y run rẩy mở miệng, không khỏi vuốt vuốt hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, chỉ thấy ở Hiên Viên Trảm Tiên vừa mới tử vong địa phương, cái kia lăn lộn máu tươi, đột nhiên lần nữa ngưng tụ tới cùng một chỗ, lại biến thành Hiên Viên Trảm Tiên bộ dáng. Hiên Viên Trảm Tiên rõ ràng chết a, làm sao có thể phục sinh đây? Chẳng lẽ là mắt mình hoa, vẫn là thời gian đảo lưu? Tử Thiên Y vuốt vuốt hai mắt, lại là phát hiện Hiên Viên Trảm Tiên cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình, ta không phải đã chết rồi sao? Yên tâm, người còn chưa có chết. Tiêu Phàm một kiếm chém bay một cái vào tới bên người hắn dị ma, cười nói, bất tử thần thể, cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Bất tử thần thể, Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y bọn họ đều kinh ngạc không thôi, sau một khắc, bọn họ rốt cục lấy lại tinh thần. Ta là bất tử thần thể, Hiên Viên Trảm Tiên cảm thụ được bản thân lực lượng, lộ ra vẻ kinh hãi. Phốc phốc, một tiếng vang giòn, lại một cái móng vuốt xuyên thủng bộ ngực của hắn, Hiên Viên Trảm Tiên tức giận một quyền, trực tiếp oanh bạo cái kia dị ma đầu. Ngươi lại sững sờ, cũng chưa chắc sẽ không chết, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng. Bất tử thần thể, có thể không phải thật không chết được, mà là rất khó chết mà thôi. Hiên Viên Trảm Tiên nếu như đứng ở nơi này để dị ma giết, cũng khẳng định sống không được. Chúc mừng Trảm Tiên huynh, Tử Thiên Y quát to, một chỉ đem một cái dị ma chấn động bay ra ngoài, có Tả Vũ đứng ở hắn phía trước, hắn đối mặt dị ma thực lực đều không phải là quá cao. Bằng không mà nói, lấy hắn thánh đế cảnh trung kỳ thực lực, có thể chưa chắc có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Bất quá hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Tiêu Phàm sẽ đem Hiên Viên Trảm Tiên đạp vào dị ma chúng, Tiêu Phàm không phải đang hại Hiên Viên Chiến Tiên, mà là tại giúp hắn. Bất tử thần thể muốn thuế biến, chỉ có kinh lịch chân chính sinh tử mới được. Mà muốn giết chết bất tử thần thể, trừ phi ma diệt hắn tất cả huyết nhục cùng linh hồn, bằng không trong thời gian ngắn là không giết chết. Có Tiêu Phàm ở cái kia, không có bán bộ thánh tôn cảnh xuất thủ, muốn miểu sát có được bất tử thần thể Hiên Viên Trảm Tiên, cơ hồ là không thể nào. Tiêu huynh, đa tạ, Hiên Viên Trảm Tiên từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Tiêu Phàm hiển nhiên là đã sớm biết hắn có được bất tử thần thể, bất quá vẫn không có nói với hắn mà thôi, chỉ là đang trong bóng tối lặng lẽ trợ giúp hắn. Cảm ơn ta quá sớm, không bằng nhiều thay ta chống đối mấy cái dị ma công kích. Tiêu Phàm cười cười nói. Hiên Viên Trảm Tiên mặc dù đột phá thánh đế cảnh trung kỳ, có thể cũng không đại biểu bọn họ liền có thể yên ổn rời đi. Thí thần bị một cái bị thương bán bộ thánh tôn cảnh kéo lại, nhưng bây giờ còn có không ít thánh đế cảnh đỉnh phong đây, nơi xa càng là có một cái bán bộ thánh đế cảnh nhìn chằm chằm. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết, cái kia bán bộ thánh đế cảnh dị ma muốn bảo vệ trở thành người đần độn liễu khuyết, không tới tất yếu trước mắt, hắn là sẽ không xuất thủ. Chí ít, hắn sẽ không cầm liễu khuyết tính mệnh đi mạo hiểm. Đây cũng là Tiêu Phàm bọn họ một cái cơ hội, chỉ cần giết chết những cái này thánh đế cảnh đỉnh phong phía dưới dị ma, đến lúc đó bọn họ hợp lực ứng phó cái kia bán bộ thánh tôn cảnh, cũng sẽ không có áp lực quá lớn.
một đám phế vật, cái kia bán bộ thánh tôn cảnh dị ma nhìn thấy nhiều người như vậy đều không thể giết chết Tiêu Phàm bọn họ, không khỏi tức giận không thôi. Hắn không ngừng hướng về phong ma thành bên trong gào thét, sau một khắc, lại có không ít dị ma từ phong ma thành bên trong vọt ra. Không được, nhất định phải mau chóng tiêu diệt một cái bán bộ thánh tôn cảnh mới được. Tiêu Phàm ánh mắt ở cái kia hai cái bán bộ thánh tôn cảnh dị ma trên người quét mắt, cuối cùng rơi vào thí thần vị trí cái kia bán bộ thánh tôn cảnh dị ma trên người. Thí thần, ngăn chặn hắn. Tiêu Phàm cho thí thần truyền âm, ngay sau đó chân đạp nghịch long đăng thiên bộ, từ dị ma bên trong xuyên qua, xông vào thí thần vị trí bên trong chiến trường. Thí thần nhìn thấy Tiêu Phàm đến, trong nháy mắt minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, thế công cũng càng thêm hung mãnh, không cho cái kia dị ma chạy trốn cơ hội. Cái kia dị ma hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại còn có thể thoát thân tới đối phó hắn, khi hắn phát hiện lúc sau đã muộn, một tiếng quát như sấm ở hắn bên tai vang lên. Trường trung thời không, Tiêu Phàm không chút do dự thi triển ra hắn cơ hồ một kích mạnh nhất, trắng đen xen kẽ vòng xoáy trong nháy mắt nuốt sống cái kia bị thương bán bộ thánh tôn cảnh dị ma. 3000 thế giới dung hợp kinh khủng rảo sát, điên cuồng lôi xé hắn nhục thân cùng linh hồn, dù cho hắn đã sơ bộ đoán tạo vô thượng kim thân, cũng vẻn vẹn giữ vững được thời gian mấy hơi thở. Đợi ma diệt cái kia bán bộ thánh tôn cảnh dị ma, Tiêu Phàm sắc mặt càng thêm trắng bạch. Một cái bị thương bán bộ thánh tôn cảnh liền như vậy khó giết, lại càng không cần phải nói đỉnh phong chuyện bán bộ thánh tôn cảnh cường giả. Muốn giết chết bán bộ thánh tôn cảnh, còn phải dựa vào phân thân thái cổ, xem ra ta còn phải mau chóng dung luyện nguyên lực mới được. Tiêu Phàm trong lòng có suy nghĩ. Hắn nghĩ muốn chính diện chém giết bán bộ thánh tôn cảnh cường giả, nhất định phải càng tiến một bước, đột phá thánh đế cảnh hậu kỳ, bằng không cơ hồ là không thể nào làm được, cũng liền có thể đánh lén mà thôi. Lão đại, còn thừa lại một cái bán bộ thánh tôn cảnh, chúng ta nếu không trước giết chết hắn. Thí thần nhìn thấy Tiêu Phàm giết một cái bán bộ thánh tôn cảnh, ánh mắt bỗng lại hí ngược nhìn xem sau cùng một cái bán bộ thánh tôn cảnh dị ma. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, cái kia bán bộ thánh tôn cảnh dị ma toàn thân không khỏi sợ run cả người, sau đó nhấc chân chạy. Chạy, Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Hắn đã làm xong toàn lực bính sát dự định, nhưng từ chưa nghĩ tới cái kia dị ma sẽ trốn đi. Bán bộ thánh tôn cảnh dị ma, nhưng không có dễ giết như vậy a. Bất quá, Tiêu Phàm trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, đối mặt một chút thánh đế cảnh đỉnh phong cùng với phía dưới tu vi dị ma, áp lực của bọn hắn cần phải nhỏ rất nhiều. Dù sao, đại bộ phận dị ma cũng là không có trí khôn, cùng giai tu vi lực phá hoại tuy lớn, nhưng cũng không đại biểu bọn họ cũng có đồng dạng chiến lực. Một đám rác rưởi bị tiểu ra một câu bị hù chạy. Thí thần thấy thế, lập tức giận mắng không thôi, trong lòng còn có một điểm nho nhỏ hài lòng. Đại gia hôm nay muốn đổ thành, Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, ngang ngược phun ra một câu. Đồ thành, thí thần, tà vũ, hiên viên trảm tiên cùng tử thiên y tất cả đều bị Tiêu Phàm ý tưởng điên cuồng này gây kinh hãi. Đồ thành, đây chính là không nhỏ sự tình a, thần ma thành bình tĩnh rất nhiều năm, một khi diệt một thành, vô cùng có khả năng để những người khác vài tòa thành chỉ dị ma bạo động. Tiểu gia cũng phải đồ thành an ủi một chút, thí thần lấy lại tinh thần, nhìn qua phong ma thành bên trong, sát quang thoáng hiện, hôm nay bị một đám dị ma truy sát. Trong lòng của hắn có thể kìm nén một ngụm nộ khí. Tiêu Phàm, người thật muốn đổ thành, lúc này có thể lớn có thể nhỏ, tà vũ yếu ớt nói ra. Từ khi bảo hộ Liễu Khuyết cái kia bán bộ thánh tôn cảnh dị ma chạy trốn, mặt khác có trí khôn dị ma cũng không dám ngừng lại, nhao nhao chạy trốn mà ra. Lấy bọn hắn thực lực, thật vẫn có đổ thành khả năng. Tiêu Phàm một kiếm chém giết một cái thánh đế cảnh dị ma, quay đầu nhìn tà vũ một cái. Cười nói, tà vũ, ta nhớ được lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng không có nhiều cố kỵ như thế, ngươi bây giờ, ngược lại không giống ngươi. Là ta lo lắng, tà vũ nhún nhún vai, ngay sau đó tà cười nói, tất nhiên muốn đổ thành, tính ta một người. Vậy chúng ta liền vui vẻ như vậy quyết định, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ thái cổ thần giới sinh linh nếu là cũng những cái này dị ma một dạng không sợ chết sẽ như thế nào. Lúc này mới một hồi không tới công phu, vậy mà liền bị mất mặt. Dị ma không phải không sợ chết, mà là không có trí khôn dị ma mới sẽ không sợ chết. Có trí khôn những cái kia dị ma,
đồng dạng cùng những sinh linh khác không khác, đều có hạng người sợ chết. Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y hai người nhìn nhau, lộ ra nụ cười khổ sở. Cái gì gọi là chúng ta quyết định, hai chúng ta còn không có mở miệng đây. Tốt, chúng ta hôm nay đổ thành. Sau một khắc, Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y hai người chăm miệng một lời, xem như biểu hiện một lần cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Nhưng Tiêu Phàm bọn họ lại sớm đã xuất thủ, đối với dị ma, ai cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Khỏi cần phải nói, dị ma mệnh ma thạch, đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng là công huân điểm A, tiến vào thiên hoang mà nói, thế nhưng là có thể đổi lấy đại lượng tài nguyên tu luyện. Tiêu Phàm càng giết càng hăng, lúc này, hắn có được ba cái nguyên tuyển ưu thế rốt cục hiển lộ ra, nguyên lực một mực ở vào sinh sôi không ngừng trạng thái, từ đầu đến cuối, chiến lực đều bảo trì ở đỉnh phong. Hắn thỉnh thoảng đánh giá Tà Vũ bọn họ, trong lòng âm thầm suy đoán, Tà Vũ đoán chừng chí ít cũng có được hai cái nguyên tuyển, hắn tình trạng cũng không làm sao hạ trượt. Ngược lại là Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y hai người, chiến lực rõ ràng có chút yếu bớt, nhất là Tử Thiên Y, cuối cùng nguyên lực hao hết, nhất định phải ở tại bọn hắn bảo vệ dưới khôi phục nguyên lực. Để cho Tiêu Phàm nhìn không thấu chính là thí thần nói hắn không có nguyên tuyển, nhưng hắn nguyên lực, so Tiêu Phàm còn muốn hùng hậu. Mấy giờ chém giết, phong ma thành bên trong dị ma, bị Tiêu Phàm bọn họ chém giết hầu như không còn, đương nhiên, đại bộ phận có trí khôn dị ma sớm liền chạy mất dạng. Chết trong tay bọn hắn dị ma, trên cơ bản cũng là không có trí khôn, nhiều nhất cho bọn hắn xung làm mệnh ma thạch mà thôi. Nhìn xem tường đổ phong ma thành, mấy người há mồm thở dốc, thật lâu, Hiên Viên Trảm Tiên mới trước tiên mở miệng nói, chúng ta vậy mà thật diệt một thành. Diệt một thành vẫn là khoa trương một điểm, trốn chạy dị ma nhiều lắm. Tử Thiên Y lắc đầu, những cái này dị ma, khẳng định đi mặt khác bốn tòa ma thành, chúng ta còn muốn đi săn giết mặt khác thánh tôn cảnh sao? Thí thần cùng Tà Vũ trầm mặc không nói, một lần này, bọn họ mặc dù đồ một thành, có thể thiếu chút nữa thì trả giá nặng nề, tất cả mọi người bị lưu lại nơi này. Cái này phong ma thành vẫn tương đối nhỏ yếu thành trì mà thôi, phong ma tôn ở năm đại ma tôn bên trong, cũng là xếp hạng cuối cùng. Mặt khác bốn đại ma tôn, đều so phong ma tôn phải cường đại hơn, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy giết chết. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, chờ đợi Tiêu Phàm làm quyết định. Nhìn ta làm gì, Tiêu Phàm bĩu môi, nói, Tà Vũ, ta đã có chút hối hận đáp ứng giúp ngươi, thánh tôn cảnh, thật không phải dễ giết như vậy. Có đúng không, Tà Vũ rõ ràng không tin. Nếu như không phải là bị những cái này dị ma bao vây, Tiêu Phàm giết phong ma tôn đã sớm trốn được, chí ít, Tiêu Phàm thật có giết chết hạ phẩm thánh tôn thủ đoạn cùng thực lực. Thật, mặc dù giết phong ma tôn, nhưng ta và ma toan hai cái đều bị thương thảm trọng. Tiêu Phàm nghiêm túc gật đầu nói, nếu không phải là ma toan liều chết giết hai cái bán bộ thánh tôn cảnh, chúng ta đã chết. Tà Vũ nghe vậy, rơi vào trong trầm tư. Sát thánh tôn cảnh dị ma, xác thực rất khó, hắn trong lúc nhất thời có chút không quá tin tưởng hắn sư tôn lời nói. Tà Vũ, có phải hay không là ngươi sư tôn ở trước mặt ngươi khoác lác à? Thí thần đột nhiên nói ra. Những người khác ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi vào Tà Vũ trên người. Tà Vũ sờ sờ cằm, thần sắc hết sức trịnh trọng, người nói khả năng này xác thực không nhỏ, sư tôn cùng bốn vị thúc thúc đều thích khoác lác. Tiêu Phàm mấy người nghe vậy, khóe miệng một trận cuồng rút, tình cảm đầu ngươi bị ngươi sư tôn lắc lư ngốc a. Giết một cái thánh tôn cảnh quái vật thì cũng thôi đi, ngươi còn bị lắc lư muốn đi giết ba cái, ngươi sư tôn sẽ không sợ ngươi đi chịu chết sao? Tà Vũ cũng lộ ra không có ý tứ, ngay sau đó vội vàng nói sang chuyện khác. Nhìn về phía Tử Thiên Y nói, Tử Thiên Y, ngươi cái tên này không phải nói lần này rất thuận lợi sao? Đây chính là ngươi nói thuận lợi. Lời này vừa nói ra, thí thần cùng Hiên Viên Trảm Tiên đều sắc mặt khó coi nhìn xem Tử Thiên Y, bọn họ cũng không phải muốn đối Tử Thiên Y động thủ, chỉ là có chút không quá tin tưởng Tử Thiên Y thần soán chi thuật. Tử Thiên Y khóc không ra nước mắt nói, ta trước kia cơ hồ rất ít tính sai, ta cũng không biết lần này vì cái gì sẽ dạng này. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, ngươi nha, trước kia ngươi là có huyền văn âm dương ấn hộ thể, có thể su cát, đương nhiên sẽ không tính sai. Nhưng hiện tại ngươi không thấy dương ấn, thân làm thiên khí chi nhân ngươi, không gặp xui mới là lạ chứ. Tiêu Phàm có chút xoắn xuýt,
đến cùng muốn hay không đem Tử Thiên Y là thiên khí chi nhân sự tình nói ra. Hắn nói Tử Thiên Y là hắn huynh đệ, tự nhiên không phải lời nói dối, mà là thật nguyện ý coi hắn là huynh đệ, dù cho hắn là thiên khí chi nhân, Tiêu Phàm cũng sẽ không thể không quản không để ý. Nhưng thiên khí chi nhân thân phận này, có đôi khi thật rất nguy hiểm. Lần này còn khá tốt, mọi người hiểm tượng hoàn sinh, lần sau nếu là gặp gỡ địch nhân cường đại hơn, vậy cũng chưa hẳn có vận tốt như vậy. Rất ít tính sai đó cũng là có tính sai rồi. Tà Vũ trợn trắng mắt. Tử Thiên Y lúng túng cười một tiếng, hắn cũng biết, đám người không phải muốn vứt bỏ hắn ý tứ, chỉ là có chút khó chịu mà thôi, chỉ có thể tìm hắn phát tiết, ai bảo hắn yếu nhất đây. Cũng không tính là tính sai đúng không, kỳ thật ta cảm thấy coi như thuận lợi, chí ít chúng ta đều còn sống sót. Tử Thiên Y yếu ớt trả lời một câu. Cái này còn thuận lợi, kém một chút, bọn họ đều muốn đi Diêm Vương ra cái kia báo cáo, này cũng tính thuận lợi. Cái kia phải xui xẻo mà nói, chẳng phải là 89 phần 10 muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Liền khi Tà Vũ cùng thí thần bọn họ hoài nghi thời khắc, Tiêu Phàm lại là lộ ra như nghĩ tới cái gì, trong lòng cùng thân ở hắn thể nội thế giới cửu U Ma Toan hàn huyên. Ma Toan, người có cảm giác hay không, Tử Thiên Y lời nói có chút đạo lý. Tiêu Phàm nghi hoặc hỏi, cửu U Ma Toan thân thể còn có chút suy yếu, suy nghĩ một chút nói, hắn nói thuận lợi. Chúng ta xác thực không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Theo lý thuyết, hắn nếu như tính ra chúng ta nguy hiểm, vậy chúng ta nhất định là nguy hiểm, kể từ đó, tương đương với hắn không cách nào làm cho chúng ta su cát, nhưng có thể để cho chúng ta tránh hung. Tiêu Phàm nghe nói như thế, cũng là ánh mắt sáng lên, ta còn tưởng rằng Tử Thiên Y không còn gì khác đây, không nghĩ tới đã mất đi huyền văn âm dương ấn hắn, ngược lại chiếm được âm ấn mới có đặc tính. Dương ấn su cát, âm ấn tránh hung, Tiêu Phàm bọn họ một lần này, xem như thành công tránh hung. Nếu thật là dạng này, cái kia Tử Thiên Y ra hỏa này, quả thực chính là của chúng ta vật biểu tượng A. Cửu U Ma Toan cũng là thần sắc hơi động. Tử Thiên Y không thể su cát, lại có thể tránh hung, cái này tác dụng thế nhưng không nhỏ. Tiêu Phàm lộ ra như nghĩ tới cái gì, nói, xem ra, chúng ta còn phải tìm cơ hội thử xem mới được. Nghĩ vậy. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, híp hai mắt đánh giá Tử Thiên Y, Tử Thiên Y cảm nhận được Tiêu Phàm ánh mắt, da đầu đều hơi tê tê. Lão đại, đều chờ đợi ngươi làm quyết định đây. Thí thần vội ho một tiếng, đem Tiêu Phàm tâm tư kéo lại. Ngươi nếu là như vậy hướng về một cái mỹ nữ nhìn, chúng ta không có ý kiến gì, có thể ngươi hướng về Tử Thiên Y nhìn như vậy, khó tránh khỏi bị người mơ màng. Khục Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng. Nói tất nhiên chúng ta đáp ứng Tà Vũ, vậy sẽ phải tận lực đi làm đến, Tà Vũ, ngươi nói đúng không? Kỳ thật, có thể không cần miễn cưỡng. Tà Vũ trong lòng cũng nổi lên nói thầm, cười lắc đầu. Vừa bắt đầu, hắn cũng là để là hạ phẩm thánh tôn dị ma hẳn là rất dễ giết, thẳng đến chân chính thử qua, hắn mới biết được vượt giai chém giết hạ phẩm thánh tôn dị ma gian nan. Tiêu huynh một người thì có chém giết hạ phẩm thánh tôn thực lực. Chúng ta phụ trách giết chết thánh tôn cảnh trở xuống dị ma, đồ thành có vẻ như cũng không khó khăn lắm. Thức tỉnh bất tử thần thể hiên viên trảm tiên lộ ra hăng hái. Thí thần cùng Tà Vũ mấy người trợn trắng mắt, ngươi nha, thật sự cho rằng bất tử thần thể liền không chết sao. Tiêu Phàm cười cười, vừa nhìn về phía Tử Thiên Y nói, Thiên Y huynh, nếu không, ngươi lại cho chúng ta tính một quẻ. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trước ngươi không phải không cho xem bói sao. Làm sao hiện tại lại tới? Chẳng lẽ Tiêu Phàm thật còn muốn đi giết mặt khác thánh tôn cảnh dị ma? Tử Thiên Y trầm tư chốc lát, gật đầu một cái, đảo cổ nửa ngày, hắn cau mày, sắc mặt có chút quái dị. Làm sao? Rất nguy hiểm, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, Tử Thiên Y nói thuận lợi, hắn là sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu như hắn nói rất nguy hiểm, Tiêu Phàm không tin cũng phải tin, đây chính là tuyệt đối có nguy hiểm đến tính mạng. Không có, Tử Thiên Y lắc đầu, có chút buồn bực tự nhủ, vẫn tương đối thuận lợi, chẳng lẽ thánh tôn cảnh dị ma dễ giết như vậy? Tà Vũ mấy người nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên, lộ ra từng tia vẻ nôn nóng. Nếu quả thật giống lần này một dạng, hữu kinh vô hiểm, cái kia hoàn toàn có thể đi liều một phen nha. Tiêu Phàm lại là khóe miệng giật một cái, thánh tôn cảnh dị ma dễ giết sao? Đây chính là lão tử cùng cửu U Ma Toan liều mạng. Mới miễn cưỡng làm chết a,
các ngươi liền thánh tôn cảnh dị ma cũng không thấy đến, tự nhiên cho rằng rất đơn giản. Cùng lúc trước so sánh, cái nào tương đối thuận lợi? Tiêu Phàm vội ho một tiếng, đem tâm thần của mọi người kéo lại. Tử Thiên Y lộ ra vẻ trầm tư, nói, không sai biệt lắm, không có nguy hiểm gì. Có đúng không? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Tử Thiên Y, nếu như không phải hắn biết rõ Tử Thiên Y là thiên khí chi nhân, hắn thật vẫn tin. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Tiêu Phàm đang trách cứ Tử Thiên Y, mà là hắn không thể không phòng lấy thiên khí chi nhân suối quẩy thuộc tính. Ta dám cam đoan, Tử Thiên Y trọng trọng gật đầu. Cho tới nay, hắn đều đối với mình thần soán chi thuật 10 điểm tự tin, mấy ngày này thời gian, bị Tiêu Phàm làm có chút hoài nghi mình, cái này manh mối cũng không tốt. 3. Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, nói, vậy kế tiếp, chúng ta đi săn giết ám dạ ma tôn, cái gì? Mấy người nghe vậy, sắc mặt đều hơi trắng bệch, dù cho thí thần đều có chút không bình tĩnh, yếu ớt nói, lão đại, ngươi khẳng định muốn giết cái kia ám dạ ma tôn. Ám dạ ma tôn thế nhưng là trung phẩm thánh tôn tu vi. Vừa mới đổ thành thời điểm, thí thần bọn họ cũng không phải cái gì cũng không làm, chí ít cũng đại khái biết một chút thần ma táng thổ dị ma thế lực đại khái phân bố. Tiêu Phàm trong miệng ám dạ ma tôn, chính là dị ma một phương duy nhất một cái nhị tinh ma tôn, cũng chính là trung phẩm thánh tôn thực lực. Đừng nhìn hạ phẩm thánh tôn cùng trung phẩm thánh tôn chỉ thua kém một thành bản nguyên chi lực lĩnh ngộ, có thể giữa hai người thực lực lại là ngày đêm khác biệt, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Bọn họ lại không khỏi quay đầu nhìn về phía Tử Thiên Y, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hoài nghi. Ngươi xác định chúng ta đi giết đêm tối ma tộc, cũng sẽ thuận lợi rời đi. Tử Thiên Y ánh mắt né tránh, hắn đối với mình thần soán chi thuật lần nữa lên hoài nghi. Nói sai rồi, trước hết giết cái kia quỷ ảnh ma tôn. Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng. Nói, đồng dạng là nhất tinh ma tôn, bất quá hắn so phong ma tôn phải cường đại một tia, chúng ta giết hắn vẫn là có hy vọng. Đám người lúc này mới thở dài một hơi, chỉ cần không tìm đường chết đi giết này nhị tinh ma tôn ám dạ ma tôn, bọn họ liền có nắm chắc nhất định. Tốt rồi, ta trước chữa thương, các ngươi đem phong ma thành vơ vét một lần, sau đó kiểm lại một chút thu hoạch lần này, liền lên đường quỷ ảnh ma thành. Tiêu Phàm cười cười. Nói xong. Mấy người thân hình lóe lên, lần nữa xông vào phong ma thành bên trong, bắt đầu trắng trợn vơ vét lên. Bây giờ phong ma thành đã không có bất luận cái gì dị ma, căn bản không người ngăn cản bọn họ. Đáng tiếc, để bọn hắn thất vọng là, đại bộ phận tài phú đều bị những cái kia trí tuệ dị ma mang theo chạy trốn, đồ còn dư lại, bọn họ cũng không nhất định để mắt. Một lúc lâu sau, mấy người lần nữa tụ tập cùng một chỗ, cửu u ma toan cũng bị Tiêu Phàm phóng ra. Lão đại, đây là một tòa thành không, không có cái gì. Thí thần cầu xin vẻ mặt, bận rộn một giờ, nhưng cái gì đều không lấy được, cái này khiến hắn làm sao cam tâm. Các ngươi cũng không có thu hoạch, Tiêu Phàm bĩu môi nhìn xem chúng nhân nói. Một chút xíu, Hiên Viên Trảm Tiên thất vọng nói, lấy ra một mai càn khôn giới, đem vơ vét đồ vật một mạch đổ ra. Ta cũng chỉ có thế. Tà Vũ cùng Tử Thiên Y hai người cũng thành thật đem vơ vét đồ vật đem ra. Một bên cửu U Ma Toan vẻ mặt không tin nhìn xem mấy người kia, hiển nhiên, hắn là không tin bọn gia hỏa này thật chỉ lấy được những cái này đồng nát sắt vụn, khẳng định còn có điều giấu giếm. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm, trong lòng thầm mắng, vật họp theo loài nhân dĩ quần phân, đều là giống nhau mặt hàng. Một đám quỷ nghèo. Tiêu Phàm cũng là hung hăng khinh bỉ mấy người một cái, ngay sau đó vẻ mặt hào phóng lấy ra mấy viên càn khôn giới, nói, đây là ta lúc trước chui vào phong ma thành đoạt được, ta lấy 5 thành, các ngươi một người một thành. Dứt lời, Tiêu Phàm thu hồi trong đó một mai càn khôn giới, cửu U Ma Toan nhìn lướt qua trong càn khôn giới đồ vật, trong lòng càng là khinh bỉ không thôi. Ngươi nha, ngươi cho rằng đem một thành thu hoạch chia 6 phần, bọn họ liền sẽ tin tưởng ngươi sao? Nhưng mà, sau một khắc để cửu U Ma Toan mắt trợn tròn chính là, Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y hai người vẻ mặt hưng phấn thu hồi càn khôn giới, đối Tiêu Phàm càng là cảm kích không thôi. Một đám ngu dốt, cửu U Ma Toan chửi nhỏ một tiếng. Hắn rất muốn nói cho Hiên Viên Trảm Tiên bọn họ, Tiêu Phàm đem 9 thành thu hoạch đều giấu, các ngươi hiện tại bắt được, chỉ là cái kia một thành bên trong một thành mà thôi, cũng chính là 1%. Nhưng lời đến khóe miệng. Hắn vẫn là không có nói ra,
Tiêu Phàm chính cười híp mắt nhìn xem hắn đây, ý uy hiếp quá rõ ràng. Tiêu huynh, ta kỳ thật còn cất giấu 6 khối tam tinh ma đế mệnh ma thạch không lấy ra. Để cửu u ma toàn càng kinh ngạc chính là, Hiên Viên Trảm Tiên đột nhiên lấy ra 6 khối tam tinh ma đế mệnh ma thạch, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Ta cũng một mình nuốt 5 viên, Tử Thiên Y vẻ mặt lúng túng. Tà Vũ như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem hai người, các ngươi thực sự tin tưởng Tiêu Phàm đem tất cả mọi thứ lấy ra. Lấy hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, Tiêu Phàm thế nhưng là không lợi không làm sớm, nhưng hắn liên thành đều chẳng muốn đi lục soát, khẳng định đã sớm thu hoạch tràn đầy. Tư tâm ai cũng biết có, bất quá chỉ có lần này. Tiêu Phàm hết sức lớn khí khoát tay một cái nói, cái này khiến Hiên Viên Trảm Tiên Tử Thiên Y hai người kém chút mang ơn. Tà Vũ khóe miệng giật một cái, đành phải xem như cái gì cũng không thấy. Tà Vũ, ngươi không phải nói ngươi cũng những cái này ma thành có sâu xa sao, có thể tìm được cái gì? Tiêu Phàm vội vàng nói sang chuyện khác. Đối với cái kia mười mấy khối mệnh ma thạch, Tiêu Phàm thật đúng là không để ở trong lòng, về phần Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y hai người phải chăng chỉ cất giấu đám này, hắn cũng không có hứng thú. Bởi vì, cho dù cửu U Ma Toan đều không biết, kỳ thật bọn họ có được đồ vật, đừng nói có hắn 1%, thậm chí ngay cả 1/1000 cũng chưa tới. Hắn và cửu U Ma Toan hợp lực giết chết Phong Ma Tôn, trên người nhưng còn có món này không gian pháp bảo đây, bên trong bảo bối, có thể so sánh Phong Ma Thành cấm quân thống lĩnh nguyên đồ bảo khố muốn nhiều nhiều lắm. Không có, Tà Vũ lắc đầu, trên mặt có vẻ cô đơn. Theo ta thấy, là ngươi sư tôn đang cố ý bẫy ngươi. Thí thần khinh bỉ phun ra một câu. Tiêu Phàm bọn họ cũng oán thầm không thôi, cái kia tà thần liền hắn đổ đệ đều hố, đoán chừng cũng không phải mặt hàng nào tốt. Nhưng mà, Tà Vũ lại là cực kỳ nghiêm túc lắc đầu, nói, sư tôn hẳn không có gạt ta, này ma quật, cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc. Tiêu Phàm mấy người cũng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, dù cho cấp thấp tu sĩ trực giác đều rất ít khi sai, thánh đế cảnh tu sĩ trực giác chắc chắn sẽ không là giả. Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ tới một người. Đột nhiên, thí thần nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ nói, vạn tộc thiên tài bảng trước 10 vị trí đầu những cái kia thiên tài, những người khác chúng ta đều biết chủng tộc của bọn họ, có thể duy chỉ có xếp hạng đệ nhất thần ma tử, lại cực kỳ thần bí, các ngươi nhưng biết. Hiên Viên Trảm Tiên cùng Tử Thiên Y vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, mà Tà Vũ lại là ánh mắt chớp lên, bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh, tò mò nói, thí thần, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ tới thần ma tử? Thần ma tử xưng hô thế này rất đặc biệt a, ngươi xem, nơi này gọi thần ma táng thổ, chẳng lẽ cùng thần ma tử có liên quan gì? Thí thần lơ đễnh nói. Ngươi nói vô tâm, ngươi nghe hữu ý, Tà Vũ nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu hiện lên ánh sáng, thấp giọng trầm ngâm nói, ngươi nói như vậy, có lẽ thật là có loại khả năng này. Ngươi biết thần ma tử, Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem Tà Vũ nói. Biết rõ, nhưng không phải rất quen thuộc. Tà Vũ gật gật đầu, không nghĩ xoắn suýt cái đề tài này, đi thôi, chúng ta trước hướng quỷ ảnh ma thành, giết chết cái kia quỷ ảnh ma tôn lại nói. Đám người gật gật đầu, lần này bọn họ góp nhặt không ít tin tức, ngược lại sẽ không có mục đích tính xuyên loạn. Sau một khắc, mấy người trong nháy mắt tiêu tán ở cổ lâm. Thần ma thành, một bóng người đứng ở trên tường thành, ngắm nhìn phương xa chân trời. Đây là một cái hắc y thanh niên. Như cùng một bức tượng điêu khắc đồng dạng, đứng ở tường thành phía trên đã có thời gian rất lâu. Lão đại, Dừng Ưng thật phản bội thái cổ thần giới. Đột nhiên, hậu phương một cái cao gầy nam tử đi tới, mặt âm trầm nói. Ở sau lưng hắn, còn đi theo mấy người, mỗi cá nhân trên người tán phát khí tức đều sâu không lường được, hiển nhiên, đây là một đám thánh tôn cảnh cường giả. Hơn nữa, mỗi người bọn họ đều hết sức trẻ tuổi, khí huyết dồi dào hết sức. Hắc y thanh niên gật đầu một cái, nhìn qua thần ma táng thổ chỗ sâu nói, thiên hoang thần các đã vững tin, Rừng Lưng Chim Ưng phản thái cổ thần giới người, cũng hại chết 3 cái thánh tôn cảnh, trong đó một cái thượng phẩm thánh tôn. Thiên hoang thần các điên cuồng đuổi giết phía dưới, dị ma từ bỏ bảo hộ hắn, bất quá lại làm cho Rừng Ưng thông qua ma quật thông đạo, tiến nhập thần ma táng thổ. Rừng Ưng thế nhưng là trung phẩm thánh tôn, hơn nữa khoảng cách thượng phẩm thánh tôn cũng chỉ có cách xa một bước. Gầy cao nam tử sắc mặt hết sức ngưng trọng. Sắc mặt của những người khác cũng khó coi, trong đó một cái hắc y nữ tử nói, lão đại, lấy chúng ta thực lực,
có thể trấn được thần ma thành sao? Mấy người không nói, mà Hắc Y thanh niên lại là cười nhạt một tiếng, nói, Dừng Ưng bản thân bị trọng thương, tu vi cũng rơi vào hạ phẩm thánh tôn, ta là đang lo lắng, thần ma táng thổ quá lớn, tìm không thấy hắn. Nói ra lời này thời khắc, Hắc Y thanh niên trên mặt vẻ mặt tự tin. Đó là, lão đại là ai, thánh tôn bảng top 100, đừng nói Dừng Ưng chỉ là hạ phẩm thánh tôn, chính là hắn là thật thượng phẩm thánh tôn, lão đại cũng chưa chắc giết không chết hắn. Gầy cao nam tử không khỏi vỗ vỗ mông ngựa. Hắc Y thanh niên lại là khoát khoát tay, nói, đúng rồi, hầu tử, hơn một tháng, nhưng có người thông qua khảo nghiệm. Ngược lại là có mấy cái thánh tôn cảnh đỉnh phong lão nhân, thành công thông qua được khảo hạch. Gầy cao nam tử hầu tử lắc đầu, thực sự là một giới không bằng một giới A, lần này 20 vạn người, trong vòng nửa năm, có thể có 1 vạn người thông qua khảo nghiệm thế là tốt rồi. 20 vạn người nếu như toàn bộ thông qua khảo nghiệm, phải giết 20 vạn cái tứ tinh ma đế, thần ma táng thổ cũng không có nhiều như vậy ma đế A. Một cái khác hơi có vẻ mập mạp nam tử nhếch miệng cười nói. Nghe vậy, mấy người khác cũng nở nụ cười, trong tiếng cười, ít nhiều có lấy một tia khinh thường. Lão đại, còn có 1 năm, người trấn thủ thần ma táng thổ thời gian liền đến kỳ, quay đầu chúng ta lại giết đi Lưu Ly tỉnh thổ. Đột nhiên, hầu tử âm thanh lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, trong mắt người khác tất cả đều hiện lên vẻ ác liệt, hiển nhiên, bọn họ ở tam tinh ma quật Lưu Ly tỉnh thổ nếm qua không nhỏ thua thiệt. Sẽ... Hắc Y thanh niên nắm quả đấm một cái, nói, hầu tử, mấy ngày nữa Thiếu Bụi cùng Vân Yên hai người đến, ta chuẩn bị bế quan, các ngươi trông nom điểm. Nói xong, Hắc Y thanh niên lăng không tại chỗ biến mất. Ai, lão đại vẫn còn có chút không bỏ xuống được. Hầu tử thở thật dài một cái. Chờ lão đại rời đi thần ma táng thổ, chúng ta giúp hắn tiêu diệt Liễu Lăng. Hắc Y nữ tử nghiêm nghị nói, mấy người khác âm thầm gật đầu. Cũng đúng lúc này, nơi xa có 2 đạo bóng người đạp không mà tới, đó là 1 nam 1 nữ, đều hết sức trẻ tuổi, nhưng cũng là thánh đế cảnh hậu kỳ tu vi. Nếu như Tiêu Phàm đụng tới, khẳng định có thể nhận ra, 2 người này không phải người khác, chính là lúc trước đi theo Phong Lưu Vân tiến về vô tận cổ Khương Khương Thiếu Trần cùng Khương Vân Yên 2 người. Lúc trước 2 người thế nhưng là bị Tiêu Phàm xem như chó chết, hung hăng đánh một trận. Lại nói Tiêu Phàm bọn họ tiến về Quỷ Ảnh Ma Thành, Quỷ Ảnh Ma Thành khoảng cách Phong Ma Thành cũng không phải rất xa, mấy người hoa 7 ngày liền chạy tới. Mắt thấy nơi xa quỷ khí âm trầm Quỷ Ảnh Ma Thành càng ngày càng gần, Tiêu Phàm mấy người chẳng những không có e ngại, ngược lại lộ ra ánh sáng nóng rực, tựa như thấy được số lớn mệnh ma thạch một dạng. Vẫn quy củ cũ, chia 5 năm, Tiêu Phàm cười nói. Tốt, Hiên Viên Trảm Tiên mấy người 10 điểm thống khoái đáp ứng. Một bên tà thần cực kỳ xem thường, 2 người các ngươi bị Tiêu Phàm lừa dối sửng sốt một chút, IQ đây. Tốt a, vì mệnh ma thạch, IQ từ bỏ. Lão đại, lần này sợ là có chút khó khăn. Đột nhiên, thí thần nhíu mày, Quỷ Ảnh Ma Thành thật giống như bị người nhanh chân đến trước. Nhanh chân đến trước, Tiêu Phàm mấy người sững sờ, trên mặt đều là vẻ không tin, Hiên Viên Trảm Tiên càng là gọi thẳng không có khả năng, cái này thần ma táng thổ, trừ bọn họ. Còn có ai dám đi đánh Nam Đại Ma Thành chủ ý đây? Ầm ầm, sau một khắc, từng tiếng kịch liệt nổ vang từ Quỷ Ảnh Ma Thành phương hướng truyền đến, trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm bọn hắn lực chú ý. Thật bị người nhanh chân đến trước, Tiêu Phàm mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, mấy người nhìn nhau, tựa như cùng tên rời cung một dạng chảy ra mà ra, bay thẳng Quỷ Ảnh Ma Thành phương hướng đi. ICMN lớn mật, vậy mà giống như chúng ta. Đánh ma thành chủ ý. Hiên Viên Trảm Tiên thấp giọng hô nói. Tiêu Phàm cùng Tà Vũ bọn họ cổ quái nhìn Hiên Viên Trảm Tiên một cái, gia hỏa này, thức tỉnh bất tử thần thể về sau, có vẻ như rất bành trướng a. Bộ này lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, để bọn hắn đều có chút sững sờ. Huống chi, lúc này mới thời gian mấy ngày, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ, trở nên không coi ai ra gì. Bất quá lại nói trở về, cái này bất tử thần thể, xác thực so Hoang Vô Cương Chí Tôn hoàng thể lợi hại hơn rất nhiều, chí ít, hắn xác thực rất khó chết, trừ phi đối phương có thể trong nháy mắt miểu sát hắn. Muốn nói trừ bỏ chúng ta bên ngoài, còn có ai dám đánh Quỷ Ảnh Ma Thành chủ ý, có vẻ như thật là có như vậy một số người. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, lộ ra vẻ trầm tư.
Ngươi là nói Đế Thái Ất bọn họ, Tà Vũ cũng đã minh bạch. Tiêu Phàm gật gật đầu, cười nói, tuy nhiên ngươi hôm đó dọa sợ bọn họ, có thể cũng không đại biểu ngươi thật có thể chiến thắng bọn họ toàn bộ a. Huống hồ, ngày đó Thánh Nhân Hoàng có vẻ như không có động thủ. Tà Vũ nhún nhún vai, nói ta phát hiện ngươi cũng rất bành trướng a, nếu không hai chúng ta lúc nào luận bàn một chút. Tùy thời phụng bồi, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, Tà Vũ không nói, hắn thật đúng là không tiện mở miệng, trong lòng của hắn thế nhưng là đã sớm đang mong đợi cùng Tà Vũ luận bàn một phen. Đến lúc đó ta làm trọng tài, thí thần cũng hợp thời bổ sung một câu. Nói xong, Tiêu Phàm làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, mấy người vội vàng ngừng thân hình, đứng ở đỉnh một ngọn núi, xuyên thấu qua nồng đậm rừng cây ngắm nhìn phương xa. Chân trời, ánh lửa ngút trời, không ít thân ảnh tại hư không va chạm, núi rừng bên trong ngẫu nhiên phát ra một tiếng hét thảm thanh âm. Phía dưới phế tích, nằm rất nhiều thi thể, khác thường ma, cũng có thái cổ thần giới tu sĩ. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm bọn họ mê hoặc. Không phải quỷ ảnh mê thành bị người nhanh chân đến trước sao, làm sao bây giờ nhìn đi lên, là rất nhiều thái cổ thần giới tu sĩ tập thể công thành a. Chủ yếu nhất là, có vẻ như công thành còn thất bại, phía dưới kia vô số thi thể chính là chứng minh. Đoán chừng có người đề nghị diệt đi một thành, muốn đoạt lấy mệnh ma thạch thông qua khảo nghiệm, nhưng cuối cùng đánh giá thấp quỷ ảnh ma thành thực lực. Tà Vũ híp hai mắt phân tích nói. Tiêu Phàm mấy người âm thầm gật đầu. Khả năng này rất lớn. Bằng không mà nói, như loại này tập thể đại chiến là rất ít phát sinh, chủ yếu nhất là, loại này quần chiến đối thái cổ thần giới tu sĩ mà nói không có quá nhiều ưu thế. Lần này tiến vào thần ma táng thổ tu sĩ xác thực không ít, nhiều đến 20 vạn. Nhưng dị ma số lượng thì ít đi nhiều sao? Đừng nói những cái kia có trí khôn dị ma, chính là những cái kia không có trí khôn dị ma, cũng xa xa không chỉ 20 vạn a. Hơn nữa, những cái này không chí khôn dị ma quần chiến chắc là sẽ không sợ chết, một khi thái cổ thần giới tu sĩ số người chết vượt qua mong muốn, đây tuyệt đối là một mảnh ngược lại chu diệt. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là bọn hắn chỉ suy đoán mà thôi, cụ thể làm sao, còn chờ khảo chứng. Các ngươi nhìn, đột nhiên, Tiêu Phàm chỉ chân trời, nơi đó có lấy mấy đạo thân ảnh điên cuồng đánh thẳng vào, bốn phía có gần 100 cái dị ma ba tầng trong ba tầng ngoài bao quanh bọn họ. Thực sự là Đế Thái Ất bọn họ, Tà Vũ liếc mắt liền nhận ra, vẻ mặt cổ quái nói, bọn gia hỏa này sẽ không như thế ngu xuẩn a. Mang theo mấy ngàn người, liền muốn đi đánh hạ quỷ ảnh ma thành, cái này còn không ngu xuẩn. Tiêu Phàm khinh bỉ nói, mấy người chúng ta không phải cũng đổ một thành sao? Hiên Viên Trảm Tiên vẻ mặt tự tin, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông đi lên diệt quỷ ảnh ma thành. Tiêu Phàm trực tiếp một bàn tay đập vào trên gáy của hắn. Gia hỏa này, có vẻ như theo bất tử thần thể thức tỉnh, IQ lại ngược lại ngủ say. Ngươi nha, chúng ta đổ phong ma thành, đó là vận khí gây ra, ngươi thật cho là chúng ta có thực lực cường đại như vậy. Tiêu Phàm hung hăng chừng Hiên Viên Trảm Tiên một cái. Phong ma thành sở dĩ diệt phong, là bởi vì bọn hắn trước hết giết phong ma tôn, sau đó lại tiêu diệt ba cái bán bộ thánh tôn cảnh, triệt để kinh hãi phong ma thành những cái kia trí tuệ dị ma. Nhất là cái cuối cùng bán bộ thánh tôn cảnh dị ma đào tẩu, càng là hình thành một loại cường đại hiệu ứng, dẫn đến phong ma thành chúng cái kia chút thấp giai tu vi dị ma xá thành đi, cuối cùng chỉ còn lại có một chút vô trí tuệ dị ma. Lấy bọn hắn thực lực, lúc này mới có thể đổ thành. Nhưng mà, loại này tình cờ thành công, cơ hồ là không thể phỏng chế. Khỏi cần phải nói, chính là cái kia mang theo Liễu Khuyết trốn chạy bán bộ thánh tôn cảnh dị ma, hắn sở dĩ chạy trốn. Cũng là bởi vì muốn bảo vệ Liễu Khuyết. Bằng không, dù cho Tiêu Phàm bọn họ diệt còn dư lại thánh đế cảnh dị ma, hắn đều sẽ không đào tẩu. Lão đại, chúng ta xuất thủ hay không? Thí thần con ngươi nhìn chằm chằm nơi xa, nói. Xem trước một chút, Tiêu Phàm nhíu mày, Đế Thái Ất bọn họ muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Tiêu Phàm lại còn có cứu đạo lý của bọn hắn. Thế nhưng là, ở thần ma táng thổ, bọn họ địch nhân chung chính là dị ma. Hắn có thể không cứu Đế Thái Ất bọn họ, nhưng không thể không chảm giết dị ma, ít nhất có thể đủ cho người khác một tia cơ hội chạy trốn. Ma Toan, ngươi có thể tìm tới quỷ ảnh ma tôn sao? Tiêu Phàm thấp giọng nói. Ngươi bây giờ còn nghĩ giết quỷ ảnh ma tôn? Cửu U Ma Toan trợn trắng mắt,
bất quá vẫn là nói ra, dưới tường thành bên cạnh bắn ra đạo hình bóng kia ngươi nhìn thấy chưa? Kia liền là quỷ ảnh ma tôn, Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Ngớ ngẩn, cửu U ma toan một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, nói, dọc theo hình bóng lục soát một lần không liền thấy sao? Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, đúng vậy a, đạo lý đơn giản như vậy ta làm sao không nghĩ tới đây? Chẳng lẽ cùng Hiên Viên Trảm Tiên ở chung quá lâu, bản thân IQ cũng phải ngủ say? Không được, không thể để cho Hiên Viên Trảm Tiên đi theo mình, nếu không mình cũng có khả năng trở thành đồ đần. Tiêu Phàm theo cái bóng kia đi lên phương vọng đi, lại là thấy được một đạo bóng đen to lớn, không, phải nói là một đóa mây đen lơ lửng ở trên thành trì phương. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được đóa kia hắc vân bên trong tản ra uy áp kinh khủng, hiển nhiên, quỷ ảnh ma tôn liền giấu ở cái kia mây đen. Hoặc có lẽ là, cái kia quỷ ảnh ma tôn, chính là cái kia một đóa mây đen. Quỷ ảnh ma tôn không có thực thể, chỉ là một bộ linh hồn. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng, nói, ma toan, bắt lấy hắn. Ngu ngốc, cửu U ma toan trong lòng chửi nhỏ một tiếng, liền khi không nghe được lời nói của Tiêu Phàm, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Quỷ ảnh ma tôn chỉ là giấu ở mây đen bên trong mà thôi, ngươi thật sự cho rằng ta theo Hiên Viên Trảm Tiên một dạng ngốc sao? Nghĩ đến Hiên Viên Trảm Tiên, ma toan đột nhiên quỷ thần xui khiến nói, Hiên Viên Trảm Tiên, bắt lấy hắn. Tốt, Hiên Viên Trảm Tiên không chút do dự gật gật đầu, chuẩn bị đạp không mà lên. Tiêu Phàm thấy thế, kém chút không giật mình, hắn đây nha, Hiên Viên Trảm Tiên đây cũng không phải là bành trướng đơn giản như vậy, đoán chừng đầu óc đều bị thức tỉnh hỏng. Ha ha, ta liền chỉ đùa một chút, Hiên Viên Trảm Tiên hậm hực cười một tiếng. Còn tốt, không thật ngốc, Tiêu Phàm chửi nhỏ một tiếng, ánh mắt lần nữa rơi vào đóa kia trên mây đen, nói thật, có biện pháp gì hay không, nhất cử tiêu diệt quỷ ảnh ma tôn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 183.